Hello mọi người, vào lại giúp em chưa ạ? Mọi người vào lại nha, vừa em tắt đi để em chỉnh nhá. Hello chị Hoa mắc cờ, hello các chị. Hello các chị đẹp nhà mình, chào các bác. Mọi người vào lại chưa ạ? Này, ra cho vội ít nữa. Cầm. Lại nào, vô lại nào, vô lại để lên nào. Lên toàn VIP nào các chị ơi. Sale sale sun sale. Xa lay nha, con này có một cái. Em xem con trắng đúng không? Hôm qua chị like con trắng hết rồi. Con trắng có con Chanel này. Hồng này cũng được, hồng này xinh rồi. Nên luôn đầu like. Con hồng này xinh dã man. VIP dã man luôn, nên nhiều mẫu đẹp lắm. Các chị ơi, vui và like. Em chắc phải like vài trăm mẫu không hết mẫu mất. Toàn hàng VIP, toàn đỉnh shop, toàn xịn đẹp thôi. Hello 61 tình yêu đang xem. Em chào các chị, mọi người vào lại giúp em nha. Hello Hoa Mắc Cờ, hello Lê Mỹ Hạnh. Mọi người nhớ cho em xin một lượt chia sẻ trang cá nhân 3 lần hội nhóm đây. Hôm nay làm giá cực tốt cho các chị gái nhà mình nhá. Ok chưa ạ? Các bác đã gọi là xem một like ổn định chưa? Mọi người đã sẵn sàng chưa? Các chị đã sẵn sàng để săn sale chưa mọi người? Hello 70 tình yêu đang xem. Ôi trời ơi các bà ơi, vào lại like, vào lại, vào lại, vào lại. Nên rất là nhiều mẫu. Thế thì bây giờ đầu like, em sẽ tặng các chị một mã này. Cho em Nhung xin một lượt chia sẻ trang cá nhân và 3 lần hội nhóm nếu như các chị chưa chia sẻ live stream này. Nếu như không chia sẻ like nhá là không được săn giá rẻ đâu nha các chị ơi. Tranh thủ thu chảnh chia sẻ live stream đi. Để chúng ta bắt đầu săn sale đi cái mẫu cực kỳ đỉnh và VIP nhá mọi người nhá. Ok chưa ạ? Chúc chị bán đắt hàng sau khi giải vía em. Cảm ơn chị Nguyễn Nhi. Bây giờ Nhung sẽ giải vía sale xả một mẫu duy nhất tặng, chỉ tặng, hôm nay gọi là chỉ tặng vào biếu các chị, giá rẻ như cho luôn. Giá rẻ như cho luôn cho các bà chốt được chưa ạ? Ôi trời ơi, cái tiền hãng quá. Hôm qua đấy, nay gần 400 người xem mà em tức quá các chị ạ. Trời ơi. Buồn ghê. Thì hôm nay là phải lấy lại phong độ. Sale cho các chị một mã siêu rẻ để mọi người chia sẻ like cho em. Chất da rất đẹp các chị nhá. Các bà ngắm chất da siêu siêu đẹp luôn. Con này hơn 800 nghìn. Hơn 800 nghìn một con Chanel. Hôm nay em làm giá các chị đố ai làm được luôn. Đố ai làm lại luôn nha các chị nhá. Ok chưa ạ? Chị bị chặn chia sẻ ít thôi. Chia ít thôi, chia nhiều có ăn gì. Chỉ cần một lượt chia sang trả cá nhân 3 lần nhóm thôi. Không cần nhiều, chỉ thế thôi, được chưa ạ? Ok cho mọi người, chỉ cần em kiểm tra là có một lần sang cá nhân và 3 lần nhóm là ok. Em tặng các chị mã này. Em tặng kỷ niệm các chị mã này. Lượt view tăng rồi à? Chưa tăng. Hôm qua gần 400 người xem cơ mà. Qua gần 400 view cơ mà. Thế thì hôm nay các chị phải cho em ít nhất cũng phải 150 người chứ, đúng không? Ít nhất các bác cũng phải cho em 150 người chứ. Để em bắt đầu lên hàng đây. Em sale kịch sàn cho các chị đấy. Làm giá một mã này đầu like cho nó xôm nã xem nào. Cho nó xôm, cho nó sang, cho nó xịn, cho nó mịn, cho các chị săn nã xem nào. Cho các chị hứng phấn khởi để mọi người có động lực. Mọi người chia sẻ like cho em nha các chị nhá. Mã này lên đơn cho em đúng cú pháp đi ạ. Kỷ niệm các chị luôn. Đúng cú pháp lên đơn cho em nhá. Mã bao nhiêu rồi em nhỉ? Mã bao nhiêu rồi nhỉ? 20 á. D20. Mã hàng lên đơn cho em mã là D20 dùm em. Bên trong lót này. Ê ơi, lót VIP dã man luôn. Lót siêu phẩm cho em mã D20 các chị nha. D20 nhung kỷ niệm các chị một con Chanel này. Chanel khóa chuông màn VIP D20. Con này 865.000. Vỡ hộp. Nghe em làm giá tặng các chị đây này. Mọi người nghe giá xong mọi người đừng giật mình nhé. Tại vì cái giá của em làm cho các chị cực kỳ là rẻ luôn. Kỷ niệm mọi người một con màu hồng siêu xinh. Em tặng các chị mã này 235.000. Nếu như bác nào không chia sẻ live stream, không chấm like, không tương tác, không cho em xin ba lượt chia sẻ thì mọi người sẽ phải mua mã này với giá là bao tiền? 450.000 ạ. Ok cho mọi người, sẽ phải mua với giá 450 nếu như không chia sẻ like. Bởi vì con túi này em khẳng định mọi người không ai làm được giá này đâu. Em kỷ niệm các chị, em lấy tương tác thôi. Em bán đúng lấy cái tương tác với đúng thật sự mọi người lại đúng cái tình cảm để cho các chị chia sẻ like để em lấy lại tương tác thôi. Chứ còn tầm này em chẳng cần gì hết nha mọi người nhá. Tầm này em chỉ cần cái tương tác Facebook của em thôi. Nó ổn định thôi nha mọi người. Mã này sẽ là mã D20 cho em. Xinh xỉu luôn các chị. D20 xinh xỉu, xinh nhúc nách luôn. 235.000. Em chốt cho đúng gì ạ? 7 cái, 7 chị may mắn nha mọi người nhá. 7 chị may mắn được chốt mã này với giá 235.000. Đúng 7 chị may mắn được chốt mã này với giá 235.000 tại live nhà em. Kết thúc live không có giá này nữa.
không chia sẻ like, không chốt giá này giúp em. Mã này em chỉ áp dụng cho những chị nào chia sẻ like một lượt trang cá nhân 3 lần nhóm, em tặng các chị 235.000. Các chị ngắm tư chất da, chị Mary Trần có đơn, Linh Bin có đơn, OK Lê Mỹ Hạnh có đơn. Đây 20 em chốt 7 cái thôi, 235.000 xinh xỉu luôn. Ngắm cái màu cho em này. Các chị ngắm cái màu cho em Nhung này. OK chưa ạ? Nếu như em không chốt đơn cho các chị, em không bằng con thần người luôn các chị nhá. Rồi cho mọi người. Mai sẽ làm mã D20. D20 dùm em Nhung với. 235.000 em chốt đúng 7 chiếc, không chốt nhiều. D20 giúp em nha các chị. 235.000 quá xinh, quá VIP, quá chất lượng. Lock vàng toàn bộ size 19.5 để thoải mái điện thoại đồ dùng luôn. Mary Trần trả lời tin nhắn chuyển khoản, Linh Bin trả lời tin nhắn chuyển khoản. OK chị gái luôn, đẹp lắm. Này bên trong lót này, lót đẹp lắm luôn. Chị ơi yên tâm là một con hàng VIP nhá. Yên tâm cho các bác là sẽ là những con hàng rất là VIP và xịn sò, chứ không bao giờ bán hàng vớ vẩn cho các chị đâu. Thật sự mọi người luôn, quá rẻ và quá chất lượng cho một con hàng VIP luôn. Mọi người ơi, ngắm giúp em với ạ. Các chị gái nhà mình ngắm giúp em với ạ. Nó chỉ bằng vài bữa ăn sáng thôi các chị ơi. Giá của con túi này chỉ bằng vài bữa ăn sáng, không mua hơi phí nha các chị nhá. Không mua hơi phí luôn, D20 quá đẹp. Quá đẹp và quá xuất sắc cho cuộc tình này luôn. Em kỳ nợ mọi người 235.000. Ai chốt lên đơn cho em mã D20 xinh xỉu luôn. 235 mã D20 lên đơn dùm em qua mẫu ạ. D21 cũng chuẩn bị kỷ niệm đó chị, một mã mới tinh em vừa về. Toàn những mẫu mới tinh Nhung vừa về luôn. D21 ai chưa có cũng chốt lệ. Con này vẫn còn đúng không em? D21. Ôi, làm giá cực sốc trong một live duy nhất cho các chị luôn. Bao tiền ạ? Mã này của em bao tiền các chị biết không? 645.000 vỡ hộp. Em kỷ niệm các chị tiếp tục là con Chanel chuông, nhưng mà bản này là bản V và đây là Chanel cartoon ạ. Nha mọi người nhá, xinh xỉu luôn, cũng điều chỉnh được rất dây, kẹp nách được, đeo chéo được, thoải mái để đồ dùng thoải mái. Con này size to hơn kia khoảng 1 cm, 1 đến 1.5 cm. Mã này em tặng các chị luôn. Đầu like. Em giải vì em tặng kỷ niệm luôn. Vừa tặng vừa biếu vừa cho, vừa tri ân các chị luôn nha mọi người nhá, giải vía. 188.000 lên mã D21. D21 dùm em 188.000 nhung chốt đơn. Không mua là phí, không mua là các chị tiếc, chứ em chả tiếc cái gì cả, đúng không mọi người? Em chỉ tiếc mỗi cái là tiếc cho các chị thôi. Là bởi vì một con hàng vừa đẹp vừa xịn mà không mua thì phí thôi. Nha mọi người nhá, điều chỉnh được nốc dây này. 21 chị Anh Trinh này, 21 không mua là phí phạm đấy mọi người ạ, phí phạm một con hàng VIP đấy. Đây 21 xinh lắm. Em con này em chốt 6 chiếc thôi nhá mọi người nhá. Con này Nhung xin phép Nhung nhận đơn đúng 6 cái thôi. Hàng rất đẹp, Minh Anh Nguyễn có đơn. Minh Anh Nguyễn không chốt con 20 kia. 20 kia đẹp lắm, mua đi con 20 màu hồng ấy đẹp lắm. Có 235.000 màu đỉnh chốt xuất sắc luôn con Chanel hồng á. Mã này là mã D21, 188.000 Nhung lên đơn. Em ơi Chanel. Người yêu Chanel, người nghiện Chanel mà không mua những cái con hàng vừa đẹp vừa rẻ và chất lượng như này hơi phí. OK Linh Linh có đơn 3 chiếc là em hết hàng. Em nhận đơn đúng 3 cái nữa. OK Phan Thị Kim Ngọc ơi, sai cú pháp vừa comment lại giúp em. Comment như các chị bên trên nhá, bỏ số điện thoại đi cùng em với. Túi đen cạnh túi trắng ngay đường sau kia chị ơi, túi đen cạnh túi trắng rất nhiều ạ. Không biết trả lời nào. Message mã D21 cho em. Chanel khóa chuông 188.000 nhá mọi người nhá. 188.000 mã D21, không cần phải xem lại. Cứ comment mã D20 đi, tớ bảo phải nghe. Xinh lắm. Có 235.000 nó không lên lại đâu. Tí nữa chỉ có xem lại like thôi. Phan Thị Kim Ngọc có đơn. Khách quen của em bảo nghe đi. Yên tâm là không xui dại các chị đâu, còn đấy cực đẹp, chất da đỉnh lắm. D21 188.000. Lên luôn con D20 đi. Khách vừa chốt một đống một mã bên trên đấy. Con D20 đấy là con D20 là 235.000 đẹp lắm. OK Tuấn Tú, OK Minh Anh Nguyễn. D20 là con vừa nãy nhá, con màu hồng nhá. 235.000 nhá, còn con này D21 188.000. D21 188.000 các chị ạ, check chuyển khoản cho chị nhá. D21 giúp em 188, kẹp nách được, đeo chéo được, điều chỉnh nốc dây thoải mái, hàng đẹp lắm luôn. Các chị nhớ cho em Nhung xin một lượt trang cá nhân, một lượt chia sẻ livestream trang cá nhân và 3 lần hội nhóm, em làm giá cực rẻ và cực đẹp trong livestream này cho các chị. Mã này là mã D21. Nhớ trả lời tin nhắn và chuyển khoản cho em tiếp tục em lên tặng các chị một mã nữa. D22, một con LV VIP. Hôm nay làm giá toàn bản VIP cho các chị thôi. Sướng chưa? Ôi 850. Một con LV 850.000. Ôi đẹp nhỉ. Em cảm ơn chị Anh Trinh, mọi người nhớ trả lời tin nhắn chuyển khoản nha. Em không nhắc nhiều đâu mọi người ơi. Em không lên lại cái gì hết mọi người ạ. Qua mẫu rồi em không lên lại một cái gì hết. Mã này sẽ là mã D22. D22 giúp em
một set đôi của LV, hàng đẹp lắm, mã code đầy đủ. Con này hàng rất giá rất cao, rẻ cũng phải 680.000 mà hôm nay em làm giá cho các chị. Các chị nghe xong các chị đừng giật mình nhá. Ok chưa ạ? Kỷ niệm mọi người, ủn mông, ủn mông, ủn mông, chia sẻ livestream các chị ơi. Thả tim, thả like, tương tác lên nào. Mã này sẽ là mã D22. Chắc ra siêu đẹp. Cho chị xin cái bật lửa. Em test lửa cho mọi người xem, một con hàng bao VIP luôn. Thật sự mọi người phê lắm, nhức nhối luôn cho em. Nhưng mọi người nhá, D22 kỷ niệm toàn bộ các chị gái nhà mình luôn. LV VIP xịn sò bản công sở size nhỏ. Công sở size nhỏ này cực hiếm, cực hiếm. Các bác đi mua ở đâu cũng 800-900 nghìn, em khẳng định mọi người. Áp dụng cho bác nào chia sẻ like một lượt trang cá nhân và 3 lần hội nhóm nhá. Không chia sẻ like không có đơn, em khẳng định luôn. Lên cho em mã là D22, em kỷ niệm mọi người 299.000. Không chia sẻ like sẽ phải mua với giá 380. Và chia sẻ like em sẽ tặng các chị 299.000 mã này. Em chỉ có đúng khoảng 5 cái. Lên mã D22 cho em. Em có ở đâu đó khoảng 5 cái. Đây là một set xinh lắm luôn, xinh cực kỳ. 22 chị Vi, à chị Võ Ti Ra, ok. 22 đẹp lắm nha, mua đi mọi người ạ. Con 22 này xinh cực, mua đi các chị ơi. Có 299.000 thôi. Công sở nhỏ này hiếm lắm ạ. Giáng Ngọc có đơn, Lan Huỳnh có đơn. Ok chưa ạ? D22, Võ Ti Ra có đơn, Giáng Ngọc có đơn, Lan Huỳnh có đơn, ok. 299.000, bàn đẹp lắm. Mua đi, xinh xỉu luôn, xinh cực kỳ luôn. Rồi cho các chị, mã này sẽ là mã D22, đẹp xuất sắc luôn cho em. Nó VIP, nó chấm hết da đà điểu non pha caviar. Chị Vũ Hằng có D22, ok ạ. Mã D22 nha mọi người nhá, 299.000. Không chốt nhiều đâu, mọi người nhanh tay tranh thủ mua đi. Mã code đầy đủ. Được chưa ạ? Chị Quỳnh Hoàng có D11 425.000, ok. Con này mã D22 giúp em chuẩn bị qua mẫu nhá. Có dây đeo chéo đầy đủ các chị nha. Xinh lắm ạ. Đẹp xuất sắc, đẹp chấm hết luôn. Để đem lên tặng các chị mã này, có ai cho chuyển khoản không nhắc đi em. D22 bắt đầu từ D21 quay đầu, có ai cho chuyển khoản nhắc. Ô, pha chưa? D22 Vũ Hằng là 1, Giáng Ngọc là 2, Lan Huỳnh là 3, Võ Ti Ra là 4, em còn một chiếc nữa. D22 em còn một chiếc nữa nha mọi người nhá. D22 nhưng còn một chiếc nữa nha mọi người nhá. Ai chốt thì lên đơn luôn. D23 chuẩn bị lên tặng các chị. Vừa chị nào hỏi em có Dior nhỏ không? Chị Nguyễn Như Quỳnh ở D22 ạ, ok ạ. 299.000. D23. Em sẽ lên hàng D23. Hai anh bạn trẻ check chuyển khoản từ mã D21 quay đầu đi. Bạn lên cho mình vấn đề Hàn Quốc xin mình đọc lại không? D23 cho em nhung sim một lượt chia sẻ trang cá nhân 3 lần hội nhóm. Em lấy các chị một con hàng tiền triệu, bàn giá tiền trăm. Em cảm ơn chị Anh Trinh. Cho sim một tràng vỗ tay. Thế thì phải cho sim một tràng vỗ tay. Thả like, thả tim nhiệt tình lên chị ạ. Em cảm ơn chị Tuấn Tú. Ôi dồi ôi, view lên, view lên, view lên. Đúng là cái nick này nó khác thật. Mã này lên đơn cho em. Trời ơi các chị ơi, một con hàng VIP nha các chị ơi. Hàng chị chưa nhận bởi vì là em mới gửi đấy. Sorry nhá. Em mới gửi cách đây khoảng 3 hôm thôi. Chị đợi thêm giúp em nha. Tại vì hàng hơi to ấy. Em mới gửi đây 3 hôm thôi. Vậy hàng đem giúp em nha. Mã này nhung kỷ niệm mọi người. Một con Dior báo VIP. Đơn hàng của chị hơi to một tí nên nó hơi lâu nha. Mã này sẽ là mã D. Đợi khoảng 1-2 hôm nữa nhận được hàng. D23 cho em nhung. Kỷ niệm các chị một con hàng VIP đây rồi. Hàng VIP đây rồi, 153 tình yêu đang xem. Thế bây giờ có lên được 200 người không nào? Để em làm giá một con hàng tiền triệu này. Giá tiền trăm gọi là rẻ thối rẻ nát cho các chị luôn. Mã code đầy đủ các chị nhá. Con này VIP lắm. Con này VIP cực kỳ luôn. Bản chuẩn chỉ xịn sò luôn. Con này 1.880.000. 1.880. Dáng cốp của Dior VIP. Hôm nay chị nào chia sẻ like cho em nhung xin một lượt chia sẻ trang cá nhân 3 lần hội nhóm, em tặng các chị cái giá chưa bao giờ xuất hiện tại live luôn. Em khẳng định mọi người 488.000. Ok chưa ạ? Không chia sẻ live sẽ phải mua với giá 680. Nhưng chia sẻ live stream sẽ được chốt với giá 488.000. Em thích số này, em thích giá này thì em bán thôi nhá mọi người nhá. Không ai mua được đâu. Lên mã cho em D23. Ok chưa ạ? Số lượng này, em báo số lượng luôn nhá, 6 cái. Em săn được đúng 6 cái. Em đo size cho mọi người luôn cho chuẩn. Hàng mới tinh nhưng mà em thích đo size mọi người ạ. Chị Trai Huỳnh lên mã cho em ạ, D23.
488.000. Size 20 cm thoải mái, điện thoại đồ dùng các chị để thoải mái luôn. Ghi cho em mã D23. Chay Huỳnh có đơn, Ly Chân có đơn, nhớ trả lời tin nhắn chuyên khoản, không ship code đâu nha mọi người nha. Mã code đầy đủ này. Hàng đẹp cực kỳ, phụ kiện mã vàng 24k. Rẻ nhỉ? 488.000. Chồng em còn kêu rẻ cơ mà. Sao lại D34 ở đâu đấy? D23 em tặng các chị 488.000. Mọi người bỏ số điện thoại đi. Chị Quỳnh Hoàng trả lời tin nhắn chuyển khoản. Quỳnh Hoàng trả lời tin nhắn chuyển khoản cho em đi ạ. Chị Nguyễn Như Quỳnh. Nguyễn Như Quỳnh và Quỳnh Hoàng trả lời tin nhắn chuyển khoản cho em đi nhá. D23 chị Trai Huỳnh, D23 chị Ly Chân. Ly Chân ơi bỏ số điện thoại đi. Hoa Quỳnh ơi comment lại cú pháp đi ạ. Sai cú pháp rồi. Sai cú pháp cho đơn rồi Hoa Quỳnh nhá. Ok, chị Hoa Quỳnh có đơn. Chị Ly Chân cũng comment lại cú pháp đi. Sai cú pháp rồi và nhớ trả lời tin nhắn chuyển khoản cho em. Đẹp xuất sắc luôn, form này. Form. Phạm Hoài có đơn D23. Em chốt đúng hai cái nữa là em hết hàng. Hai chiếc nó là em hết hàng. Khách đang inbox rất nhiều các chị ơi. Nhưng mà em nói rồi em không chốt inbox. Các chị bắt buộc phải chốt trên live. Rất là hiếm khi em chốt inbox nên mọi người tranh thủ đi ạ. Đừng nhắn tin nhá mọi người nhá. Đừng nhắn tin. Tranh thủ chốt trên live đi ạ. Là sao là phải chuyển khoản trước, không ship COD, không thu tiền sau đâu ạ. Phải chuyển khoản trước mới gửi. Minh Anh Nguyễn có đơn D23, đây toàn khách quen nhà em này. Ô Phạm Hoài này. Minh Anh Nguyễn này toàn khách quen nhà em này. D23 giúp em 488.000 nha mọi người ơi. Đẹp xuất sắc luôn. Để cho các chị ơi, tại vì nó đắt. Em đang sale rẻ quá nên là em mới bảo mọi người cọc. À không cần chuyển khoản tất. Nếu mà khách mới thì mọi người chỉ cần cọc thôi. Cọc giúp em 200.000 thôi là mọi người đã có đơn đấy rồi nhá các chị nhá. Và đợi chờ nhận hàng xong mình thanh toán nốt. Nếu như các chị chưa tin tưởng, còn khách quen nhà em hầu hết là toàn chuyển khoản tất. Rồi cho em xin một lượt chia sẻ trang cá nhân 3 lần hội nhóm. Hana Nguyễn có đơn D20. Đây cho các bác con D24. D20 nó giống con này này. Nhưng nó là màu hồng. Đây này, nó giống con này này. Minh Anh Nguyễn ạ. Nhưng nó là bản trần tráng. Con này xinh thế. Hôm qua mình like con này hay là trần tráng nhá. Em nhớ đóng hàng để ý nhá. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Sao lại đã đóng đâu? Hôm nay chị thấy đóng đơn rồi mà. Mã 3 hôm qua. Mấy củ rồi. Mã này sẽ là mã D20. Mấy rồi? D24. Chia sẻ like đi các chị. Mã này không mua hơi tiếc đấy. D24 cho em Nhung ạ. Em cảm ơn chị Quỳnh Hoàng. Lót bên trong này. Lót vàng toàn bộ bản VIP cho em. 865.000. Thế à? Hôm nay con này. Con này có 6 cái thôi nhá các chị nhá. Con này Nhung có 6 cái thôi. Đắt lắm mà hôm nay em làm giá các chị. Ôi chết rồi, chị mơ chị có bóc ra chị kiểm tra không biết nữa. Sao? Con này nó có 2 cái khác nhau. Như là V và chám. Không sao. Không được. Con này kỷ niệm mọi người. 235.000 chốt đơn cho em. Xinh kinh khủng khiếp luôn. Thì mày bóc ra kiểm tra mới được. Mã này sẽ là mã D. Chưa gửi đâu. Vẫn ở ngoài kia. Nhiều khách người ta không đồng ý. D24 ạ. Đúng cú pháp mọi người ơi. D24. May thì nó đúng, không may thì nhỡ đâu. Bóc tầm kiểm tra này. D24 xinh lắm luôn. Phan Khôi Nguyên có đơn D24 đẹp lắm luôn. Chị ơi 235.000. Em đố các chị mua được luôn. Đố đi nhập được luôn chứ đừng nói là mua. Chị Minh Anh Nguyễn nhập hàng về bán nhiều rồi là biết. Chưa có ai bán các chị cái giá này đúng không? Không giờ có. Nha mọi người nhá. Lãi đúng tình cảm luôn. Thật sự mọi người bán tặng lãi đúng tình cảm đó. Em chốt đơn đúng 6 cái. Chị Linh Bin có đơn, Minh Anh Nguyễn có đơn, Phan Khôi Nguyên có đơn. Lên nhanh đi ạ. 6 chiếc duy nhất, da chuẩn da dê xịn sò các chị ngắm này. Da nó rất dày và đẹp luôn. Chất da rất dày, rất xịn và rất đẹp luôn cho em các chị ngắm bên trong nhá. Mọi người ngắm bên trong cho em này. Lót vàng toàn bộ 235.000, số lượng không nhiều đấy các chị chốt luôn. 235.000 một con Chanel VIP nha mọi người ơi. Thảo Nail có đơn ok. D24. Mọi người có thể điều chỉnh nấc dây thoải mái đeo chéo kẹp nách lê. Hồng Hạnh có đơn ok. D24 cho em 235.000 không mua rất phí. Rất tiếc cho một con hàng VIP luôn. Các chị ngắm chất da dê xịn sò sang xịn mịn, nó dày dặn, nó chất lượng như này. Bùi Thị Ngọc Anh có đơn ok. Đẹp xuất sắc luôn cho em D24 này mọi người ơi. Chuẩn bị hết hàng qua mẫu nha các chị nhá. Chuẩn bị em Nhung ngưng nhận đơn qua mẫu nha các chị ơi. D24 235.000 không phí tiền khi mà bỏ ra mua con này đâu. Bớt lại vài đồng ăn sáng là các chị đã mua được cái mã túi Chanel đẹp như thế này rồi các chị nha. Eo nó dã man luôn cho em. Trời ơi xuất sắc luôn. D24 nó gọi là vài đồng luôn ấy. Eo ơi dã man rẻ luôn ấy. Trời ơi, bình thường những con túi như này em Nhung toàn bán 6-700. Mà mình làm giá các chị 235.000 quá phí để thoải mái điện thoại luôn. Su kem có đơn D24. Thoải mái điện thoại, đừng hỏi em là có vừa điện thoại hay không. Nhỏ, nhỏ của nhà em nhá, nhưng cũng có võ nha các chị. Ok chưa ạ?
thoải mái. Chị Hoàng Thắm có đơn D24. Ơ Nhung nhận đơn D24 ạ, qua mẫu ạ. D24 là 235.000, em ngưng nhận đơn nhé. Nhớ trả lời tin nhắn chuyển khoản nhé. Check lại chuyển khoản nhé em nhé. Giờ em sẽ lên D25. D25. Trời ơi, còn rất là nhiều hàng đẹp. Trời ơi, còn rất là nhiều hàng đẹp. Lê Hồng Hạnh nhắn tin. Ơ, chị vừa nãy có nhiều đơn lắm đấy. Biết rồi, nhưng mà bây giờ không nhắn được tin à. D25 chốt nốt Ngọc Ngọc nha. Hết hàng D24 rồi nha mọi người ơi. Màu này lại thích đẹp quá. Chốt tiếp. Nhưng mà hết rồi. Được chưa ạ? Hết MCM rồi. Mã này lâu lắm rồi có MCM bán đâu. Mã này sẽ là một con hào hồ VIP ạ. Full box bill ba liên hải quan đầy đủ. Riêng con Tú Quốc Dân này mỗi chị nên có một cái. Mã này là 765.000. Em kỷ niệm các chị con này. Đây là dây đeo chéo nhưng nó sẽ điều chỉnh được rất là dây kẹp nách thoải mái nha. Hana Nguyễn chuyển khoản đi nha. Hana Nguyễn trả lời tin nhắn chuyển khoản giúp em đi nha. Ôi trời ơi, mã này có con ngựa trên kệ là cái gì hả chị? Mã này sẽ là mã D25. Túi Hà Hồ VIP. Rất đẹp luôn. Con này size 23, 22.5. Con này size 22.5 các chị ạ, đẹp lắm. Ôi xuất sắc luôn, Hà Hồ nâu. Da này là bản da trâu VIP cho em, đẹp lắm. Ôi xuất sắc luôn ạ. Mỗi chị nên có một chiếc. Mã này là mã D25 cho em. D25 kỷ niệm các chị. Chồng vừa viết vợ làm gì không? Vợ phải xóa này đi, tải lại mới like được. Mã này là mã D25, mã code đầy đủ chuẩn lót ba ngăn. Hoàng Thắm trả lời tin nhắn chuyển khoản. Hoàng Thắm trả lời tin nhắn chuyển khoản. Hana đúng không? Cái gì? Hana Ngọc trả lời tin nhắn chuyển khoản. Hana Nguyễn trả lời tin nhắn chuyển khoản. Chị Hoàng Ngọc à? Hoàng Thắm. Hoàng Thắm trả lời tin nhắn chuyển khoản. Mã này sẽ là mã D25. Em làm giá này. 319.000. Size 22. Lót chuẩn VIP, viền VIP, su kem trả lời tin nhắn chuyển khoản đi ạ. Hoàng Thắm, su kem, Hana Nguyễn trả lời tin nhắn chuyển khoản giúp em nha các chị. Và chị nào chuyển khoản rồi nhờ báo em một câu ở trên này là chị đã chuyển khoản để em chốt dồn đơn tiếp. Không là nhân viên sẽ không dồn được đơn thêm cho các chị nếu như các chị chưa chuyển mã đầu đâu nhá. Ngọc trả lời tin nhắn chuyển khoản hết chưa? Mã này sẽ là mã D25 cho em. 319.000, đẹp lắm ạ, chất da bao VIP luôn. Mỗi chị nên có một cái. Một con túi Hà Hồ, người ta gọi là con túi quốc dân đi các chị. Chốt cho em nhá. Full book bill ba liên hải quan đầy đủ. Không thiếu một cái gì luôn nha các chị ơi. Quá xuất sắc luôn. Cứ chuyển rồi cứ gửi bill giao dịch vào cho em mà được. Đeo chéo được, kẹp nách được, rất là dễ dùng. Nha mọi người, đến nhân viên nhà em thấy dùng suốt. Túi này dùng suốt, thật sự dễ dùng nhỉ. Con này dễ đeo, dã man luôn ấy. Các chị mặc cái gì, phối với cái gì cũng được. Nó dễ đeo kinh khủng khiếp. Con này có 319.000, các chị lên đơn cho em. D bao nhiêu? D25 đúng không? D25 319.000. D25 319.000 nha mọi người ơi, qua mẫu. D26. D26 lên cho các bác một mã. Em một tí nhiều hàng lắm. Trời ơi, nhà em siêu nhiều hàng luôn ấy. D26, 25 cho Lê Quỳnh, 25 cho Thu Thủy. D26 con này vừa like rồi, đúng không? Ship nội thành ngày mai ngày kia là nhận thôi, bạn ơi. Ngày mai ngày kia là nhận thôi, cùng lắm là 2 hôm, tại vì nhà tàu có ship ngoài mà. Ôi, các bác ơi, con này em tặng lấy vía này. Tặng kỷ niệm lấy vía 149.000. Đó, hello Isa, mã này lên đơn cho em D26. D26 dùm em với ạ. Siêu đẹp luôn, xuất sắc luôn giúp em. D26 149.000 lên đơn. D26 149.000 dáng cốp. Có dây đeo chéo để điện thoại thoải mái. Để được điện thoại nữa chị nha. Để được điện thoại cho em đấy ạ. Mã này sẽ là mã D26. Minh Anh Nguyễn có đơn 149.000. Có dây đeo chéo đầy đủ. Túi rút ạ. Nhưng mọi người ơi, chất da cũng rất là đẹp luôn. Chất da siêu đẹp luôn. Chị nhận được hẳn 2 thùng luôn, túi nạo đẹp. D26 giúp em. Mới đầu cứ lăn tăn mãi không chuyển khoản cơ. Đây này, cái chị Hồng Thắm. Em nói điêu đâu, chị Hoàng Lạ, Hồng Lam này này. Mới đầu cứ lăn tăn mãi không chuyển khoản cơ các chị ạ. Đấy, cứ sợ, chắc là sợ một con hàng VIP. Con hàng tiền triệu. Em hình như là
em không nhớ là hơn 1 triệu hay hơn 2 triệu. À 2.490.000, hình như là đầu tiên là chị mua con túi 2.490.000. Chị Trai Huỳnh có đơn D26 149.000 có dây leo chéo nha mọi người. D26 149 ai chốt lên đơn cho em tặng giải bìa đấy. Không chia sẻ like mua giá 280 nhá. Không chia sẻ like mua giá 280, chia sẻ like cho em tặng 149.000. Được chưa ạ? Tiếp tục một con LV. Bỏ số điện thoại đi chị Ly Trúc ơi. Bỏ số điện thoại đi giúp em nha. D27 nè. D27 sẽ là một con LV VIP. D27 sẽ là một con LV VIP giúp em. LV 4 con thôi à? Còn 4 chiếc thôi nha mọi người ơi. 640.000 vỡ hộp. Này dây đẹp chưa? Em tặng các chị mã này luôn, lấy vía luôn 198.000. D27 198.000, nhớ bớt lại cái này nhá. 198.000 mà những cái đôi này là phải ấy đấy. D27 cho em mã cốt đầy đủ 198.000 của LV ạ. Đẹp xuất sắc, dây của nó cũng rất là đẹp luôn cho em. Có 4 cái thôi, D27 cho Lê Mỹ Hạnh. Có 4 chiếc thôi, hàng đẹp lắm ạ. Đây, mọi người ngắm đi. Dây bản to này, 27 cho Minh Anh Nguyễn. 27 Lê Mỹ Hạnh có 4 chiếc thôi, có chốt 2 cái nữa thôi nhá mọi người nhá. Nhận đơn đúng 2 cái nữa em hết hàng, dây bản to của LV. Màu nâu rất xinh, dáng cốt 198.000. Nghìn ngược 198D27. 2 cái nữa là hết hàng, mọi người lên đơn nhanh nha. 2 chiếc nữa là em hết hàng rồi đấy. Mọi người ơi, xinh lắm mà rẻ dã man luôn. Chị Trai Huỳnh ok, chị Minh Anh ok, chị Lê Mỹ Hạnh ok. Còn một cái nữa thôi ạ. 27 em còn một cái nữa thôi nha. Vì Ly Trúc trả lời tin nhắn chuyển khoản đi ạ. Ôi, em sẽ tặng các chị một mã này. Em tặng các chị một mã này. Có thấy chị Nguyễn Duệ, em đang mải like ấy mọi người. Su Kem và Thu Thủy trả lời tin nhắn chuyển khoản nhá. Ôi con này đẹp thế. Sao màu nó cứ hơi ngà ngà xanh xanh ấy nhỉ? Nhờ. Đẹp nhờ. Xinh dã man luôn. 2 dây, 1 dây ngọc và 1 dây đeo chéo. Này. Mã này sẽ là mã D28. Xinh chưa? Con này 785.000. D28 785.000. Nhung kỷ niệm các chị mã này luôn. 785.000 đúng không? Em tặng mọi người mã này 259.000. Chia sẻ like giúp em. Không chia sẻ like mua giá 450 nhá. Còn chia sẻ live stream sẽ được chốt với giá 259.000 mã này. Xinh cực kỳ luôn. Rẻ quá nhỉ. 259 giúp em. D28 cho Lê Mỹ Hạnh. Rẻ quá mọi người ơi. Bán rẻ hơn cho luôn. Tặng các chị mã hàng rẻ hơn cho luôn ấy. D28. Đợi em một tí xíu, em đang lấy cái dây ngọc ở cho mọi người xem. Lấy dây ngọc. Em sẽ không lên thi yêu cầu được vội đâu chị ơi. Đợi nhá. Chưa lên thi yêu cầu được vội đâu. D28 là 259. Rẻ quá, đợi em một tí xíu là em sẽ cho mọi người xem. Mới về hay là hàng vẫn ở trong ấy đấy. D259. Cứ lên đơn đi hỏi làm gì. D59 giúp em ạ. D28. D28 giúp em ạ, 259.000. Sợ ôi, xinh lắm luôn. Xuất sắc luôn, có dây đeo chéo nha mọi người nhá. Có dây đeo chéo luôn. Hello, nãy giờ có lên HM chữ H chưa? Chưa. Và cũng chưa chắc đã lên đâu. Tại vì làm gì có đâu này. Coi đẹp xuất sắc luôn. 259.000. 785. Em sale 259 Alexander Wang bản VIP luôn. 2 dây, 1 dây ngọc và 1 dây... một dây đeo, một dây đeo chéo, một dây ngọc cầm tay và một dây đeo chéo. Xinh cực, có 259.000 đâu mọi người. Bling bling, chất đẹp lắm, chất xuất sắc luôn. Nhận hàng không đẹp cứ hoàn hàng giúp em nha mọi người nhá. Đỉnh chóp luôn, có 259.000 mọi người ơi. Xinh chưa, ai mua thì lên đơn nhá. D28. Ôi bán nhiều lắm rồi. Ai không mua thì phí thôi. Ai không mua là tiếc thôi. D29. Cho ai chơi chốt được thì chốt luôn, con này em còn khoảng 5 cái. Đắt hàng lắm chị ơi, tầm này là tầm mùa du lịch mà. Khách nhà em mua dã man luôn. Con này thì 725. Không hộp nha, bản này không hộp nhưng mà lót đẹp lắm, vỡ hộp. Bản này bản vỡ hộp, lót toàn bộ đi o có mã cốt. Con này em kỷ niệm cho bác nào chia sẻ like. Không chia sẻ like mua giá 480 và chia sẻ live stream sẽ được giảm hơn 100.000 đấy ạ. Là mã này sẽ còn 319.000. Em có đúng 5 cái thôi mọi người ơi, em đo size cho các chị xem. D29 nhá các chị nhá. Size 34.5. Tặng kèm khăn lụa Dior VIP. Tặng kèm khăn lụa Dior VIP, một con Dior shopping bao đẹp luôn. Em tặng các chị 319.000.
D29 319.000 của Dior. 29 cho chị Tạ Đặng. Ta Đăng. Ta Đăng. Chị Ta Đăng có D29 trả lời tin nhắn chuyên khoản giúp em. 319.000 nha mọi người ơi. Siêu siêu đẹp luôn, em có 5 chiếc thôi mọi người chốt nhanh. Có tặng kèm khăn cuốn túi của Dior lụa, khăn lụa đẹp lắm ạ. Khăn lụa rất VIP luôn và cái mã này 725.000. Vỡ hộp em đang giảm giá sale kịch sàn cho các chị còn 319. Nhưng nếu các bác không chia sẻ livestream sẽ mua về giá 480 nhá. Ok chưa ạ? Dior đẹp lắm. Đây này, mọi người ngắm cho em này. Nếu như full book của nó sẽ đây. Ok chưa ạ? Không full book của nó cũng vẫn là rất là đỉnh luôn. 319.000 có khoảng 5 cái thôi. D29. D30, con đấy size 34.5. Giờ em sẽ lên D30. Ta đang trả lời tin nhắn chuyển khoản giúp em nha. Có ai không chuyển nữa không em? D30 nào. 29 cho Hạnh Ngọc Linh. D30 nha. Em sẽ lên luôn một mã VIP. D30 vừa về, hàng vừa về luôn. Vừa cập bến luôn. 1.580.000. Ok chưa ạ? Con này vỡ book cắt tông. Em sẽ tặng kỷ niệm các chị luôn trong live. Vừa bán vừa tặng, vừa kỷ niệm vừa tri ân nhá. Vừa bán vừa kỷ niệm vừa tri ân. Lên dần mã D30 đi đẹp lắm luôn. Tặng các bác giá xuất sắc luôn này. Kính này. Chanel này. Chanel cốp bao VIP luôn. Mới tinh ạ, bản mới tinh D30. Da dê phần gạo bản chuẩn VIP nhá. Để điện thoại thoải mái, đồ dùng cá nhân các chị để thoải mái luôn. Con này sẽ lên đơn dùm em mã là D30. Em kỷ niệm mọi người 599.000. Không chia sẻ like sẽ phải mua với giá 750. Chia sẻ live stream một lượt chat cá nhân 3 lần hội nhóm em tặng các chị 599 số lượng à. Em chốt 3 cái thôi. Tại vì mã này em còn bớt lại, em còn đóng xỉ. Em chốt 3 cái thôi, tặng mọi người trên live 3 chiếc thôi, không bán nhiều đâu ạ. D30 dùm em, không bán nhiều luôn nhá. Có nhiều nhưng không bán nhiều luôn. Tại vì không có hàng, còn bớt lại để đóng xỉ nữa. Con này cố tình mang lên live để cho mọi người ngắm đấy. Chứ còn con này bình thường các chị biết rồi, toàn 1880, 1920, không có giá này đâu ạ. Nha. Rẻ nhất cái bản này, bản giá sật này rẻ nhất cũng là 1.580.000 rồi. Hôm nay em tặng các chị luôn, kỷ niệm luôn. Ai mua nhanh thì được, ai chậm là hết. 599.000 chốt đơn comment đúng cú pháp D30. Đẹp nha các chị ơi, da dê sần gạo bàn chuẩn VIP luôn cho em. Không chia sẻ like sẽ phải mua với giá 750 đó. Kết thúc live stream cũng quay trở lại với giá 750 nha mọi người nhá. D30 đẹp lắm. Dáng cốp, chân eo kính. Con này là bàn chân eo kính đẹp lắm ạ. Xuất sắc luôn cho em. Này. Full kính các chị bóc ra. Đẹp xuất sắc luôn D30. Màu đen rất là dễ dùng, hàng vừa về luôn. Full bóc nguyên siêu, size 19.5, thoải mái để điện thoại thoải mái luôn. Điện thoại đồ dùng các chị để thoải mái luôn cho em, mà đấy rất là xinh nha mọi người. Mã đấy là mã D30 cho em, có 599.000 thôi mà nó VIP lắm. D31. D31. Một con Hà Hồ, con này chắc còn khoảng đâu đó 3-4 cái, chị Hanna Nguyên chuyển khoản cho em. Hanna Nguyên chuyển khoản mã đầu đi rồi dồn đơn các chị nhá. D31 giúp em. Ôi da đẹp lắm. Chuyển rồi à? Ok chị. D30 có dồn đơn để Hanna Nguyên. Còn những ai chưa chuyển em nhắc nè. D31 cho em, những ai đặt từ mã 28 quay đầu cho chuyển em nhắc nè. D31. Ủa con này da đẹp thế, da chuẩn da châu VIP xịn sò này. Thu Thủy và Ly Trúc trả lời tin nhắn chuyển khoản đi ạ. Nhắn nhắc đi. Su Kem, Thu Thủy và Ly Trúc, các chị ơi trả lời tin nhắn chuyển khoản. Mã sẽ là mã D31. Con này bán bao tiền bây giờ? Con này rất đắt. 825.000. Ta đang trả lời tin nhắn chuyển khoản đi ạ. 825.000. Em sẽ sale trên live cho các bác luôn mã này. Size 22 đẹp lắm. Tặng luôn đi, 315.000. Ai nhanh thì được, chậm là hết. Mã mới tinh của của Gucci luôn. Gucci Hà Hồ 955 như bản này là mã mới nhá các chị nhá. Đây. Mã mới tinh sling luôn cho em D31. Kẹp nách được, điều chỉnh nắp dây đeo chéo được. Đây. Phần điều chỉnh nắp dây các chị chỉ cần ấy, xong rồi các chị kẹp sang bên là các chị đeo được chéo nhá mọi người ơi. Nó quá dễ dùng, nó là con túi quốc dân rồi. Nhưng nó là mã mới các chị ạ, đây. Nó là bản mới, hình mới. D31 giúp em sang cực, đeo con túi này sang cực kỳ luôn, sang 22. Màu rất là đẹp nha, màu nâu của nó rất là VIP nha mọi người ơi. Da xịn sò, da chất lượng luôn, bản da chất lượng luôn cho em này. Da này. Các chị ngắm giá D31 cho chị Thùy Phạm ạ. Ok ạ. 315.000. D31 315.000, đẹp lắm. Xuất sắc luôn, VIP xịn sò luôn. Không mua, không, thật sự mọi người là không mua được.
mua rất phí luôn. Một con hàng đẹp như này, đeo sang chảnh như này mà không mua thì mua cái gì hả mọi người? Size 2 là cái size rất là dễ dùng rồi. Để điện thoại thoải mái, dùng thoải mái, tẹp mô luôn, cho em cái size rất là dễ dùng luôn nha mọi người, sang lắm. Đeo con túi này đẹp lắm ạ. Các chị nên mua, mỗi chị nên có một cái nhá. Mỗi chị, mỗi bác nên có một chiếc này. Ok chưa ạ? Rất là đẹp. Em đắt hàng lắm mọi người ạ. Em còn chắc còn khoảng 4 cái thôi. Em đắt hàng mã này lắm, hôm đầu tiên về đã cháy hàng rồi nha mọi người. Su Kem Thu Thủy trả lời tin nhắn chuyển khoản. Tạ Ta đang trả lời tin nhắn chuyển khoản cho em đi nha. Thủy Phạm có Facebook chuyển khoản cho em đi ạ. D31 315.000. Giấy lên tiếp. D32 tặng mọi người. D32 em sẽ tặng cho chị một mã này đi. 31 cho Lan Huỳnh. 32 em sẽ tặng cho chị một mã này đi. Ơ, tôi vừa được cái con D32 chăn liên kết CK bản ao tuần đẹp lắm. Chăn liên kết CK bản ao tuần đẹp lắm mọi người ơi. Chăn liên kết bản ao tuần nha mọi người. D32 cho em. Màu đẹp lắm luôn. 315.000 Vũ Hằng ơi. D32 yêu ơi đẹp xuất sắc, con này màu khác đâu nhỉ? Chị ở trong này chị chưa thấy con màu khác đâu. Thấy mỗi con này kêu này. Hay mua chị thêm con màu khác đâu đó. Con này sale cho mọi người còn 315, đẹp lắm luôn. Đỉnh chóp các chị ạ. 750 sale 315 nha. Giá xịn sò luôn. Ao tuần của CK. 32 cho Lê Mỹ Hạnh, màu màu rêu rêu đen. Màu rêu đen rất xinh. 32 là 315 cho Lê Mỹ Hạnh này. Lê Mỹ Hạnh chuyển được bao tiền rồi em? Lam Huỳnh, Thủy Phạm, Hạnh Ngọc My trả lời tin nhắn chuyển khoản nhá. Lam Huỳnh, Thủy Phạm, 315. Con này đẹp lắm. Trời ơi xuất sắc luôn này. Dây đeo chéo của nó cũng phụ kiện rất là đẹp luôn. Chọn thoải mái bởi vì hôm nay toàn túi siêu phẩm thôi. Hôm nay toàn túi VIP các chị ạ. Hôm nay toàn những mã hàng VIP xịn sò luôn, chất lượng luôn. D32 315.000. Lót này, chan liên kết này. CK nhá, bản đẹp nhá. Có 315 thôi, D32 cho em. D32. Không, em cứ nhắc. Tại vì em bảo mọi người rồi mà, các chị chuyển xong các chị phải báo em một câu ở trên này. Không báo thôi, tôi chả nhắc. Ok, cho em xem từ kia đi. Em không xem được đâu mọi người ơi, cứ bình tõm. Nhà các chị cứ bình tõm lên từng mẫu một. Các chị ông mã nào các chị chốt mà đấy cho em. Hả? Con này hết sạch rồi à? Size to hết luôn à? Size to rồi kia hết sạch à? Thế còn một con này thôi đúng không? Xả nốt con này con cuối cùng, 299.000. Bên trong lót lụa. Cháu ơi có cái link gì đây? Xóa đi xem nào. Mã này sẽ là mã D33 giúp em. D33 giúp em nhá. Bên trong lót lụa, mã cốt lụa giúp em. Kỷ niệm các chị con này 299. 299.000 đồng. Ok cho mọi người. D33. Đẹp nhở. D33 còn có một con cuối cùng. 765. Em sale còn 299.000. Còn một chiếc vỡ hộp. Da chuẩn da trâu nhá. Size 22 hết sạch rồi. Cháy hàng quá. Còn đúng con cuối. Em xả 299 ạ. Xả sale mọi người 299.000 nhá. Đẹp lắm. Không vỡ hộp là không bao giờ các chị được săn dưới giá 700.000 đâu. Xuất sắc luôn. 299 còn đúng một con cuối. Size 22 rất là dễ dùng. Điện thoại để thoải mái. Bên trong lót này. Ở D31 là hàng gì? Hàng super VIP ạ. Trả lời tin nhắn chuyển khoản đi nha các chị ơi. Mọi người ơi, các chị xem kỹ, các chị hỏi kỹ, các chị hãng mua. Đừng mua xong rồi bắt đầu mới hỏi. Hỏi nọ hỏi trai xong mãi không thèm trả lời tin nhắn chuyển khoản nha mọi người nhá. Thông cảm giúp em, chốt và chốt chắc. Trả lời tin nhắn và chuyển khoản giúp em để em có lên đơn nha các chị. Thủy Phạm chưa chuyển đúng không em? Chốt nhầm á. Thôi không chốt nữa nhá. Nếu như các chị đã nhầm là không chốt nữa nhá. Nhầm lẫn không chốt nữa nha các chị ơi. Em rất là khó tính đấy mọi người. Không bán những chị nào nhầm lẫn với cả nọ trai đâu. Mọi người hủy đơn một lần, mọi người hủy luôn đi, lần sau đừng mua nữa. Nha các chị, 299 ạ. 299 giúp em. D33 299.000. D33 299 ai chốt lên mã D33. Giờ em sẽ lên cho các chị D34. D34. Cô Hồng nói hết chưa? 33 chị Hồng Lựu ạ, ok ạ. Còn bao nhiêu con? Nhiều không? Bớt lại đúng một lỗi má. Má
còn nào không? D34. D34 giùm em. Trời ơi mọi người, em chưa lên hàng đằng sau được đâu nha các chị ơi. D34 giúp em, Chanel Coco. Bản này là size 20. Size 20 fan để điện thoại thoải mái. Mã này của nhà em là 1.050.000. Vỡ hộp. Em tặng nốt các chị 380.000 và số lượng em còn rất ít nha các chị ơi. Em bán nhiều lắm rồi. Con này là màu be, xinh lắm, 380 mọi người ơi. D34 380.000, số lượng em chốt 3 cái thôi nhá mọi người nhá, hết hàng. 34 chiếc cuối cùng thôi. 34 chị họ à 33 chị Hồng Lựu trả lời tin nhắn chuyển khoản giúp em. Chị Hồng Lựu này, chị Lan Huỳnh này, chị Thủy Phạm này, chị Tạ Đặng này, Thu Thủy các thứ đấy, chuyển khoản chưa? Trả lời tin nhắn chuyển khoản giùm em ấy nhá, nhắc nhiều quá. Lan Phương Nguyễn có đơn D34. D34 là 380 màu nút xinh nhở? Nút be ấy, be nút đấy, xinh cực kỳ luôn. Lan Phương Nguyễn có đơn D34 380.000 thôi ạ, à, rất là rẻ. Rất rẻ, size 20 rất là dễ dùng, 20.5, 21 đấy. Để điện thoại thoải mái nhá, có dây đeo chéo nhá mọi người ơi, đẹp quá mà giờ tài khoản hết mất tiền. Mai chốt ạ, à. Mai có tiền mai chốt nhá các chị nhá. Mai tài khoản có tiền thì chốt. D34 dùng em. Nhưng mọi người ơi, 380.000. 380. Ok chưa ạ? Chờ cho mọi người rất là xuất sắc luôn. Ai chốt mình đây, em không lên theo yêu cầu mọi người. Ai ưng được những cái mã em đang like thì mọi người chốt đơn giúp em. Lên từ từ, lên từng mã một nha các chị nhá. D34 chị Hoa Mắc Cầu ạ. D34 chị Lan Phương Nguyễn ạ. D34 em chốt một cái nữa em qua mẫu nha, 380.000 đó các chị ơi, siêu đẹp luôn. 380 siêu đẹp luôn cho em D34. D35 CK. Thế lên kết màu trắng kem bản áo tuần, siêu đẹp luôn cho em. Con này sale 315. Số lượng còn rất ít. Sale 315.000, D35. 315.000 mã D35 dùm em nha các chị ơi, xinh lắm, đắt hàng dã man luôn cho em nha mọi người. Em không lên theo cầu ạ, à, mọi người ơi. Lên từng mã một, ai ưng mã nào chốt theo mã đấy giúp em. D35 315.000 các chị, có dây đeo chéo. Dây đeo chéo đầy đủ. D35 giúp em nhá, 315.000. Em mọi người ơi. Dây đeo chéo đầy đủ. D35 315.000, bên trong lót có mã code, hàng đẹp lắm. Rồi mọi người ngắm hàng giúp em thoải mái đi ạ. D35 có 315 thôi, màu trắng kem da đẹp xuất sắc luôn, dây đeo chéo đây nha. Dây đeo chéo của nó cũng rất là đỉnh cao luôn. Xịn sò và chất lượng luôn cho em D35. Có 315 thôi, xinh xỉu luôn, mua thêm đi các chị ạ. Này quá ưng luôn nha mọi người. Chị bảo trách cho chị xem chị cái chị gì nhỉ? Lê Mỹ Hạnh chuyển khoản được bao tiền rồi? Ok. Mã này sẽ là mã D35. Có ai chốt mình lên đơn luôn nhá. Xinh quá. Con này xinh quá mà không mua à? Đẹp kinh khủng khiếp luôn. Đây. Mọi người ngắm chất da, ngắm form, ngắm hàng. Con này là màu trắng kem nha các chị. 315.000. D35. 315. D36. Các chị có thích công sở không? Em tặng cho mọi người một mã công sở của LV. Con này chấm hết luôn. Ui. Con này nam dùng được, nữ dùng được, đẹp xuất sắc luôn. D36. Eo ơi, xuất sắc, nó vip dã man luôn cho em. D36, con này tặng các chị. Có dây đeo chéo này, có cả hai cái dây này nữa. Mã code đầy đủ, con này tặng mọi người. Con này 850. Em sẽ tặng kỷ niệm các chị nốt 315.000. Và nhớ nhá, cái mã này nói thật các chị đi mua không bao giờ dưới giá 700, em khẳng định luôn. Mà còn thậm chí còn không có, rất là ít nhà có luôn. Mã này bao đẹp luôn cho em. Xịn sò chất lượng. Size khoảng độ 27, 28 gì đó, đem đo size cho mọi người luôn. Con này đẹp nha. Ok chưa ạ, gần 900.000 mà vỡ hộp. Em kỷ niệm mọi người giá quá tốt. Size 28, 28, 29. Quá xinh. D36, 315.000. D36 ạ, 299 tặng các chị luôn. Có dây đeo chéo nhá, 299.000. Có mã code đầy đủ. LV bao đẹp. Ok chưa ạ? LV bản như full nhưng mà bản này bản ô, ô đen rất là đẹp luôn. D36 giúp em. Ok Hồng Lựu. 299 mã này, có dây đeo đầy đủ. Dây đeo chéo đầy đủ cho em của LV mọi người ạ, à, đẹp xuất sắc luôn. Đỉnh chót. Da be non pha caviar, có mã code đầy đủ luôn cho em. D36 299.000 em nhung lên đơn. D36 nha. 36, 35 mi họ đào. 35 là con CK. 35 là con CK trắng kem nhá. 315.000, có con này là D36. D36 299.000 ạ.
Ok chị gái hoa mắc cờ, gửi giao dịch vào cho em nhá mọi người nhá, nhớ gửi giao dịch vào cho em nhá. D36299 D37 D37 giúp em. Một con Chanel size 25. D37 một con Chanel size 25 cm. Con này gần 700.000, 680.000. Em tặng nốt các chị nhá. Em tặng nốt các bác mã này. Mã code đầy đủ logo 388.000 da dê mịn xịn sò luôn. Không chia sẻ like mua giá 450, chia sẻ like chốt giá 4388. D37 388.000 size 25. Chanel C26 đẹp lắm. Con này có 388 thôi mọi người ơi, da dê rất là mịn luôn. Xịn sò có dây đeo chéo nhá. D37 388.000 mã D37 cho em. Lên đúng cú pháp mã D37 nha mọi người, full box nha các chị ơi. Full box xịn sò, hàng bao chất lượng, bao đẹp luôn. Full box Bill Balian hải quan đầy đủ. Không thiếu một cái gì hết. Đây các chị ơi. Full box Bill Balian hải quan đầy đủ, nguyên box nguyên siêu. Con em xả 388.000 size 25 mã D37. Ok chưa ạ? Đúng cú pháp mã D37 ok các chị lên đơn nha mọi người nhá. D37 388.000. D38 lên một mã mới cho mọi người luôn. Em lên các bác một mã hàng mới tinh sơ linh cho mọi người. Mới tinh luôn. Thật sự các chị ơi, nhớ chia sẻ like, chấm like, thả like, thả tim. Nhiều hàng đẹp quá nhưng các bác cứ phải bình tĩnh. Giờ một con lên một con đi áo đỏ. Đi áo đỏ bóng. Nhưng em nói luôn là con này là một con hàng VIP của nhà em. 3.660.000. Một con hàng 3.660.000 lót VIP, lót chuẩn ao. Hai dây chuẩn như ao luôn, bản VIP nha mọi người nhá. Để cho các chị. Con này em xả tặng các chị trong live 749.000. Kết thúc live sẽ phải trở về giá 1.250.000. Em không bán giá này được nữa nha các chị ơi. Ok chưa ạ? Và không chia sẻ live stream, các chị vẫn sẽ phải mua với giá trên 1.000.000. Con em tặng mọi người trong live luôn 749.000 lót bạc chuẩn như ao, bản chuẩn hai dây cho em. Size là size 3O, size 18 cm. Đẹp cực kỳ, có đúng một chiếc thôi. Em săn được đúng một chiếc hàng VIP màu đỏ bóng. Này, đẹp nhức nách luôn. Trời ơi các bác, 749.000 và có đúng một cái thôi ạ. Ai chốt thì lên luôn cho em mã D38. Số lượng đúng một chiếc. D38 và kèm 749 nhớ nhá. Ok chưa ạ? 3.660.000 giá order. Giá bình thường Nhung bán trên live là 1.250.000, nhưng hôm nay em sẽ tặng các chị 749.000 bởi vì săn được đúng một cái với giá cực tốt, giải vía cho các chị. Giải bom, giải vía tặng kỷ niệm mọi người 749. Ai chốt lên luôn cho em mã D38. Được chưa ạ? Size này các chị để điện thoại thoải mái, chuẩn VIP luôn, xịn sò luôn. D38 cho em. Chấm like tương tác đây mọi người. Thả like thả tim tương tác thoải con gà mái lên nào các chị. D39 nào. D39 một con mẫu mới nhá. Không biết, đang không biết bán con này bao tiền này. Mẫu mới tinh luôn. Dior bóng đen. Nhưng mà con này nó sẽ là không phải là lady. Nó sẽ là cái dáng 38 của chị bách hợp ạ. Ok ạ. 749.000 mã D38. D39. D39 à không, sẽ tặng một con LV này đi. Sẽ tặng các bác một con LV này đi. LV này 3.250.000 nhắn tin đi. Bách hợp. Ui con này nặng thế. Da đà điểu non pha caviar, bàn chuẩn VIP xịn sò như ao luôn cho em. Con này đẹp lắm, 3.250.000. Em sẽ tặng các chị một con hàng 3.2. Giá còn đúng tiền trăm cho các chị máu luôn nha mọi người nhá. Đúng tiền trăm cho các chị máu luôn. Bàn hai dây đẹp chưa? Như ao luôn, ao như nào con này như thế. Hàng đẹp lắm ạ. Lót bên trong này con này size 26. Size 25.526 nhá. Đẹp lắm ạ. Rất là xuất sắc luôn. Từ form, từ chất, từ hàng. Chuẩn book 500 bản VIP luôn. Con này 3.2. Full box cắt tông nữa thành 4.9. Em giảm đặc biệt kỷ niệm các chị trong live 725.000. Và nếu như các chị không chuyển khoản live và chốt đơn chuyển khoản hết trong live thì là em sẽ chốt các chị với giá 1.320.000. Không bán giá này đâu. Thật sự 725.000 là quá lỗ. Vừa bán vừa tặng vừa kỷ niệm luôn nha các chị ơi. Xả lỗ, xả bom, xả dài vía cò đúng một cái thôi. Một cái duy nhất, những cái mã hàng đẹp VIP như này em like cuối like tất cả đều chỉ có một cái. Và giá săn sale cực kỳ là rẻ. Chị bách hợp nhớ trả lời tin nhắn chuyển khoản cho em. Mã này sẽ là mã D39, số lượng có một con thôi ạ. Hàng đẹp lắm, có hai dây bản VIP của nó đây này. Mọi người thích đeo dây nào các chị đeo nhá. Full box 500 VIP 725.000 da nó chấm hết cuộc tình. Rồi chắc da của nó VIP lắm, có một con thôi ạ. Một chiếc duy nhất thôi, 725.000 D39. D39
D39 giúp em 725.000. Ai chốt lên đơn luôn nha. Các chị có dây đeo thường, bản dây da của nó ở đây nữa này. D39 đẹp xuất sắc, chấm hết cuộc tình. Ai không mua con này quá phí. Nặng đầm sướng tay, sờ chất phê luôn các chị ạ. Sờ chất con túi phê luôn nha mọi người nhá. Không muốn mua hàng rẻ luôn. Thật sự mọi người dùng xong hàng này các chị không muốn mua hàng khác luôn. D39 rồi đúng không? D40 một con mẫu mới tinh. Một mẫu mới tinh sơ linh D40. Một tuần à? Một tuần chị đợi thêm giúp em 1-2 hôm. Tại vì dạo này hàng nó cũng hơi lâu thật nhá. Đợi thêm giúp em 1-2 hôm. Chị Lê Thanh Tâm ơi, khách quen nó không phải là khách mới đâu. Check hộ chị gái Lê Thanh Tâm, có phải là khách quen hay là khách mới? Khổ lắm, khách mới thôi chị thắc mắc, chứ khách quen rồi cứ đợi thêm cho em. Không sợ lo mất hàng đâu nha mọi người ơi. D40 D40 dùm em ạ. Đẹp xuất sắc luôn. Chị Thuy Hoàng nhắn tin hỏi nhân viên nhá. Ở trên live không check được ạ. D40 cho em. Đẹp xuất sắc. Đấy, nhân viên vừa trả lời đấy. D40 giúp em kỷ niệm các chị mã này. Tặng mọi người con túi này sale bóng VIP. Em kỷ niệm các chị full móc bill và liên hải quan đầy đủ. Con này 425.000 nhá. Không chia sẻ like, không chốt trên like, không chuyển khoản em sẽ chốt các chị với giá 500. Em ơi check chuyển khoản đi. 580.000. Bách hợp chuyển khoản cho em đi chị ơi. Ok chưa ạ? Bách hợp trả lời tin nhắn chuyển khoản đi các chị. Các bác ơi ai chưa chuyển khoản trả lời tin nhắn chuyển khoản đi ạ. Con này mã D40. 425.000. Dior bóng VIP. Hay là tặng mọi người 399 đi. Thật sự lỗ sắp mặt đấy. 399.000 mã D40 cho em. Ai chốt lên đơn nhá. Full bắp bill liên hải quan đầy đủ. Size 21 của Dior bóng đen. Đẹp lắm ạ. Ai không chốt quá phí luôn, con hàng quá đỉnh, chất lượng dã man luôn cho em. D40 399.000. D40 399 nhá. D41 này. Gucci mới về. Gucci kẹp nách bản mới về đấy. D41 cho em. 3.680.000. Hôm nay làm giá cho các chị trong live. Thật sự duy nhất đúng một live em tặng các chị giá rẻ, kịch sàn, giá rẻ hơn cho luôn. Giá tặng các bà có đúng mã này không biết là một hay là hai cái. Em tặng mọi người 699. Kết thúc live này mua giá 950 giúp em. Và trong live các chị sẽ được săn với giá 69. Con này chất dày dặn thế, đẹp thế. Chất lượng dã man luôn. Các chị nhận con túi, các chị nhận con túi, các chị phê luôn, thật sự luôn đấy. Sang lắm, đeo sang kinh khủng khiếp luôn cho em. Có dây đeo chéo, thích đeo chéo đeo chéo, thích kẹp nách thì kẹp nách. Mã này mã D41 cho em ạ. D41 dùm em nha các chị ơi. Một lúc nữa em sẽ like hàng. Bây giờ em vẫn đang like hàng vừa phải tiền đấy. Một lúc nữa em sẽ lên hàng VIP đấy mọi người ạ. D41 cho em nha các chị ơi. Bao đẹp bao chất lượng. Con này 699.000, số lượng có hai cái thôi sao ấy. Tranh thủ nhá, hình như là em giữ lại một cái dùng. Em bán cho các chị một cái thôi. Tại vì con này quá đẹp ạ. Bình thường là toàn đi mua hơn 3 triệu. Bây giờ toàn đi mua hơn 3 triệu. Bây giờ được săn về giá 699 thì em nghĩ là hay này bớt một cái. Không đến lúc lại không có giá này. Thật sự cũng giá rất là cao. Giá nó rất là chát. Không đến lúc giá nó rất là chát. Bà cứ kêu là bà chờ hàng VIP. Xong bà chờ toàn HM chữ H. Lấy đâu ra lắm thế. HM chữ H nó chỉ có mấy cái đấy thôi. Mã này sẽ lên cho em. D41 699 bà mua hết rồi còn cái gì nữa đâu mà. D41 699.000 dùm em nhá mọi người nhá. D42 bóc gần như hết cả hàng mới cho các chị luôn. D42 cho em một con Chanel mới tinh. Chanel Coco màu mới, màu VIP mới tinh luôn cho em. Bóc luôn trong live cho các chị săn. Mọi người ơi, chấm like, thả tim, thả like, chia sẻ like. Nhật tình mặt nãy là các chị không thấy vứt lại ở đây con Coco đen nào nhở? Không có em. Coco đen không hộp. Bạn để cái này đâu. Xin bà lấy đâu ra nữa. Nào D42. Không có. Hết size to. D42 nha các chị ơi. Nào lên một mã VIP cho các chị. Con này đẹp chấm hết. 1420. 1.420.000. Giờ chỉ có ba lô MCM thôi. À chưa thấy em lên mang ba lô mới lên.
ở trong cái đống hàng này có mang ba lô mới lên không? Rất nhiều mẫu ba lô mới. Con này màu này đẹp nhở? Con màu này đẹp dã man luôn. Đây là màu hồng ngọc trai và chỉ có hàng đắt mới có, trên 3 triệu mới có, hàng này không có. Con này xuất sắc luôn cho em nha mọi người nhá. Con này em bán là cho khách là 1.480.000. Hôm nay em sẽ kỷ niệm các chị trong live luôn, giá tiền trăm cho các bác máu luôn, sướng luôn nha mọi người ơi. Có đúng khoảng 3-4 con em săn được, tặng các chị giá 499, giá tiền trăm cho các chị sướng luôn. Vỡ hộp cắt tông 499.000 tặng mọi người. Mã lên đơn cho em mã 42, đề 42, đỉnh 42, nên hôm nay mới gọi được một mã đỉnh biếu tặng và cho các chị nhá. Đây là một livestream vừa biếu vừa tặng và vừa cho, nên là các chị ơi giá bao tốt, không lời không lãi, vừa bán vừa tặng vừa kỷ niệm các chị luôn. Được chưa ạ? Từ giờ đến cuối hết tháng các chị yên tâm mà làm giá cực rẻ. 42 chị Hoa mắc cờ, mua đi có 3 cái thôi, 3-4 chiếc thôi, tranh thủ đi ạ. Màu hồng ngọc trai đấy, đẹp lắm. Cho mọi người 499.000 mã D42, mua đi xinh lắm. Con Coco này size 25, đẹp cực kỳ luôn, có dây đeo chéo đầy đủ, phone bóc đầy đủ luôn. Hàng đẹp luôn, D42 499.000, có 3 chiếc thôi nha mọi người nhá. Có 3 cái thôi, ai nhanh thì được, ai chậm là hết luôn đấy. Mua nhanh lên, săn sale cho các chị. Săn sale hết đúng một nốt nhạc, size 25 quá VIP luôn. Bản size 25 này quá VIP luôn. Thật sự mọi người. D42 499.000. D43 nào. Hồng, hồng ngọc trai. Không biết tặng là màu gì đâu, các chị nhìn trên line là màu gì, nhận hàng là màu đấy nhá. Chứ mỗi người nó có một cái mắt, kiểu mắt nhìn màu khác nhau. Nhiều chị á, cái màu nâu kia rõ ràng nó màu nâu, cứ các em đấy là màu vàng. Không biết làm thế nào cả mọi người ạ. Cái con màu nâu bò đằng sau cứ bảo em là màu vàng, em không biết là thế nào luôn. Thế rất là khó nhá. Mua hai con Coco chậm luôn trời. Tại căn bản nó quá đẹp đi chị ạ. Full bác nha, LV full bác nha, siêu siêu đẹp luôn, siêu sang con này 850. Xả nhanh giải vía, vừa bán vừa tặng vừa kỷ niệm 399.000. D43. 499. D43 399. Không chia sẻ like mua dùm em với giá 480, chia sẻ livestream với chốt cho các chị 399.000. Dây đeo của nó cực đẹp, lót như ao luôn cho em này, đẹp xuất sắc luôn này. Mã cốt này, có 399 thôi à, không mua để các chị mua cái gì quá xinh luôn, chất da form rất là dày dặn, đẹp xịn, đầm tay. Sướng tay luôn, con này size 24 nha mọi người nha. Size 24 nha các chị ơi. D43. D43 một con eo vì. Con này da dây da pha xích. Da pha xích màn đẹp. D43 giúp em 399.000. Quá rẻ, quá đẹp cho cuộc tình này. Có 399 cho các chị ơi. Ok chưa ạ? D43 đẹp lắm, chất lượng đẹp lắm mọi người. Da đẹp xuất sắc luôn nha. Chất da đẹp xuất sắc xịn sò luôn nha. D43 cho em 399.000. Ai không chốt quá phí luôn. Ôi nó mê dã man lắm mọi người. D43 399. Giờ em tặng các chị mã này đúng lấy tương tác. Cho em xin một chấm một like, thả like thả tim, chia sẻ live stream đúng không ạ? 128, 130 người xem mà như kiểu không có ai xem ấy. Ôi trời ơi các chị ơi, muộn rồi. Nào đã thế tặng luôn một con book 500 này, bản VIP này, tiền triệu này. Một con hàng tiền triệu, bán tiền trăm cho nó máu luôn này. Hôm trước nhân viên nhà em bán cho các chị 699 đúng không? Em không nói sai, 699 hay 649 ấy. Nghe giá xong đừng giật mình. 399.000. Hello Dung Ngọc. 399.000 bản 2 dây. Một dây đeo chéo, dây da đeo chéo của LV. Và một dây kẹp nách bằng dây xích. Full bóc 500 bản VIP. Các chị nhìn đấy, các chị biết này. Em sale mọi người 399.000. Lên luôn mã cho em đi. Em tặng em bực quá. Ngồi chả có ai comment gì cả. D44 giúp em, để cho các chị comment cho nó xôm. Bán hàng đúng thật sự lỗ sắp mặt mã này luôn. Tặng các chị D44 399.000 em giải vía. D44 em giải vía, tặng vía luôn 399 để hốt cái vía mới về. Ok chưa ạ? Không mua quá phí. 2 dây. Có một dây đeo chéo nữa nhá mọi người nhá. Đây là dây kẹp nách. D44 em tặng mọi người 399.000. Ai chưa chuyển khoản cho em đi nha. Em ơi cái chị gì đấy, bách thợp cái gì gì đấy chưa chuyển à? Chị chưa thấy. Này, mã lên đơn cho em D44. Bách hợp bom hàng là lần sau không bán đấy nhá. Bách hợp nhá. Tên thì hay mà ý thức như là gì ấy. Ý thức chán kinh khủng khiếp. Mua hàng ý thức để quên dưới gậm giường. D44 cho em nha mọi người.
Xong rồi các bà tí nữa các bà lý do là ôi chị đang ngủ chị bấm nhầm. Chắc cũng chết. Ôi chị đang ngủ chị bấm nhầm. Tay chị bấm chị có bấm đâu. Ừ, tay chị bấm nhưng đầu chị có bấm đâu, đầu chị có suy nghĩ chị muốn mua đâu, tay chị chỉ bấm thôi. D44399 thôi bắt đầu lên hàng VIP nhá. Lên nốt 1-2 con dưới chân xong bắt đầu lên hàng VIP đây. Đấy nó con coco đen vừa nãy em để đâu nhỉ? Đây. Con coco đen đi. Tặng cho chị con coco đen ạ. D45 1.050.000 xả 380.000. Coco đen size 20 ạ. Con này ai đã mua rồi là biết chất lượng bao đẹp, dày dặn sướng tay luôn. 380.000 D45. D45 380 dùm em hộ em với ạ. Quá đẹp, quá xuất sắc, quá đỉnh cho cuộc tình này luôn. D45 nha mọi người nha, 380.000 xinh xỉu luôn các chị ơi, xuất sắc. Form hàng này, chất hàng này, da dê sần gạo này, có dây đeo chéo này. D45 380.000. Mã hàng sẽ là mã D45 dùm em. Coco Chanel Coco 45 cho chị Phương Dũng. Đẹp lắm, con này em bán dã man lắm rồi các chị ạ. Em bán không biết bao nhiêu chiếc rồi. D45. Ok Trần à, ok chị Trần Ngọc Lan, ok chị Phương Dung, 380.000 các bác ạ. Đẹp lắm mọi người nha, 380. Shopping size to còn. Shopping size to còn hàng vừa tiền đây này. Còn hàng vừa tiền. Hơn 700. Đang sale còn có 325. Hơn 700 đang sale còn có 325.000 đây này. Mã này D46 dần đi, D46 325.000 nhá. Đâu có rẻ thế. D46 325.000 có khăn quần túi bên trong lót, toàn bộ đi có mã cốt đầy đủ. Con này size 40. D46 còn 3 cái. Size 40 em xả cho các chị 325.000. Khăn quần túi các chị quấn hoặc các chị thắt nơ các thứ rất là xinh luôn. Con shopping này đẹp cực kỳ, có cả. Đây, mọi người không sợ rơi nha. Không sợ rơi đồ đâu nha, tại vì nó có cả, có cả kéo khóa này, ngăn kéo khóa này mọi người ơi. Không sợ rơi đồ nha. Rất là xinh luôn. Mã là D46 dùm em. 325.000. Shopping Dior size 40. Em sale 325 D46. Bọc bia các thứ của Dior rất đẹp, nói chung là rất là đẹp. Được chưa ạ? Ba lô em bây giờ chỉ còn hàng VIP thôi, tiền triệu luôn. Không có hàng rẻ. Còn nếu muốn mua hàng VIP ấy của Dior Shopping ấy, bây giờ tớ có hàng 4.9. Còn muốn săn sale thì hôm nay em sẽ bán cho các chị được khoảng độ hơn 1 triệu. Lát nữa em sẽ sale. Nếu muốn mua hàng Dior Shopping VIP hẳn, xịn hẳn như ao thì lát em sẽ lên cho mọi người. Nó có màu hồng với các cái màu hoa của Dior đẹp lắm nha. Giờ em lên một vài con, nốt một vài con hàng super thôi, xong em sẽ lên luôn hàng VIP cho các chị. Ok chưa ạ? D46 rồi đúng không? D47. Gucci. Gucci cực đẹp. Con này em sợ em bán rẻ quá mọi người lại tưởng hàng đều. Hơn 700.000, không hề rẻ. Hôm nay em làm giá các chị 288. Em chỉ sợ rẻ quá mọi người lại sợ hàng đều. 288.000. Mã lên đơn D46. Chị Phương Dung chuyển khoản cho em đi đã, xong rồi muốn dồn gì thì dồn ạ. Trần Ngọc Lan Facebook chuyển khoản ạ. Mã cốt đầy đủ bên trong lót siêu đẹp luôn. Form không cần phải đội một cái gì hết. Em tặng mọi người mã này 288.000. Full box Bill Ballian hải quan đầy đủ. D47. Nhá các chị nhá. D47 là 288. Em đấy, em chỉ sợ mỗi cái là em bán rẻ quá mọi người tưởng hàng đều. Thật. Các chị cứ nhận đi các chị biết. Lấy bằng cả cái danh dự, cả cái uy tín. Rẻ nhưng lúc nào cũng chất lượng. Sai con này để điện thoại thoải mái. Form hộp cực kỳ là đẹp. Màu rất là VIP luôn cho em. D47, 288, form bao đỉnh luôn. Rẻ xuất sắc, làm giá cực đỉnh cho các chị gái nhà mình luôn. D47, 288.000. Quá giá quá tốt luôn. Giá bao yêu luôn. Trời ơi, dã man. D48 ạ. Đang vừa nhắc xong. Chị Phương Dung với cả chị Trần Ngọc Lan trả lời tin nhắn chuyên khoản cho em đi. Trời ơi các chị ơi, em không nhắc nhiều đây về muộn lắm rồi ạ. Chuẩn bị nghỉ đến nơi rồi. 47 Nguyễn Thảo Nguyên bỏ số điện thoại đi chứ, em chỉ chốt chuyển khoản thôi nhá. Comment đúng cú pháp D47 và kèm giá chấm hết. Con này sẽ là một mã hàng cũng rất là đẹp đây. 880.000. Em xả em tặng mọi người kỷ niệm cho các chị luôn. Sale này. Sale trong line này. 390.000. Cốt của Gucci. Em sale 390. Ai chốt lên đơn D48. 390.000 mã D48 cho em. Mã cốt đầy đủ bên trong lót 3 ngăn bàn đỉnh luôn.
Nguyễn Thảo Nguyên không nhắn tin được đâu. Comment lại đi các bạn ơi. Không phải là không nhắn tin. D48 và comment lại, biết đâu comment thứ hai thì nhắn được sao. D48 giúp em sale mọi người mã này còn 4 à sorry, của quen giá cũ là 499. Em sale mọi người 390.000 giáng cốt của Gucci nhá. Full box Maybelline hải quan đầy đủ nha mọi người ơi. 390.000 mã D48. Trần Ngọc Lan với Phương Dung ơi, các chị ơi chuyển khoản cho em đi ạ. À? Thảo Nail có D48. Không nhắc nhiều đâu nha mọi người. Nhắc rất nhiều luôn các chị. Mọi người tự có ý thức đi dùm em với ạ. Muộn lắm rồi. Mà các chị bom hàng tầm này cũng được cho các chị nghiệp vạ vào thân thôi. Nói thật đấy. Đừng bom hàng của ai hết. Em nói thật đấy là em tâm sự thật nha mọi người nhá. Đây là mua hàng rất là muộn chứ không phải là sớm nữa rồi các chị ạ. Nha các bác ơi. Là tầm này người ta vứt con. Người ta vứt con ngủ một mình các thứ. Nên ngồi đây like với các chị. Được chưa ạ? Nhân viên ngồi phụ like ở đây giờ này vẫn chưa được về. Giờ này vẫn chưa được nghỉ luôn. Đây là các bà ơi, được chưa ạ? Mình bom hàng tầm này là mình rất nghiệp luôn nhá, đừng bom hàng nha các chị ơi. Đấy là em khuyên thật chứ không phải là em dọa các chị hay như thế nào cả. Đấy là em khuyên chân thành. Đừng nên nha các chị nhá, đừng nên bom hàng. Nó không đáng mà bao nhiêu đâu. Tiếp tiếp. Nốt một vài mã vừa tiền xong rồi sẽ lên hàng VIP. Một vài mã hàng rẻ xong sẽ lên hàng VIP. D49. Thảo Nail chuyển mã đầu chưa? Ok, chuyển mã đầu rồi thì ok. Các bác ạ, các chị chỉ cần chuyển mã đầu nhiều một tí là các bác chốt thoải mái. Em không có nhắc, em chỉ nhắc những chị là chưa chuyển nghìn nào thôi nha mọi người nhá. D49 cho em. D49 tặng các chị mã này 199.000 mà em đã phải bán giá rất là rẻ rồi nên các chị thông cảm. Đã phải bán cái giá không ai làm được rồi. Đã lên hôm, đáng lẽ nhá. Các chị thử nghĩ mà xem, các chị đi ăn đêm rất là đắt, đúng không ạ? Bình thường mình ăn ban ngày, một bát bún của nó chỉ khoảng 25.000. Nhưng mình ăn ban đêm ấy, một bát bún nó phải 50.000. Gấp đôi đấy ạ. Nhưng em Nhung còn bán rẻ hơn cả ban ngày, rẻ hơn cả ngày bình thường. Thì các bác phải nghĩ là em phải như thế nào thì em mới bán làm cho các chị được giá như thế nha mọi người nhá. Thật sự em phải cực kỳ là yêu quý cái nghề bán túi này. Cực kỳ đam mê và cực kỳ yêu quý các chị thì em mới làm được cái giá này nha mọi người. Các chị cứ thử nghĩ mà xem đi ạ, đúng không ạ? Đấy là em khuyên chân thành, đừng bom hàng nha mọi người ơi, rất nghiệp. D49 nào, 199.000. D49, 199.000, mã cốt đầy đủ. Bên trong lót rất là đẹp luôn, D49. Phục vụ những con người không ngủ được, đúng không ạ? Ngủ đêm, phục vụ những chị cũng muốn thức đêm. Mình xem, mình không biết làm gì cả, mình xem để mình giải trí, mình xem để mình mua sắm cho xả stress, đúng không ạ? Thì mình phải nghĩ đến cái người bán, cái tâm lý của người bán. Người ta thức đêm, thức hôm, người ta phục vụ mình nha các chị nhá. D49 giúp em 199.000. Dây bản to. Mình bom tầm này là mình sai rồi, quá sai rồi, không cãi được đi đâu rồi, đúng không ạ? D49, 199.000, 630 vỡ hộp, em giảm còn 199. Logo các thứ hàng rất là đẹp luôn, có mã code bên trong luôn. Có 199.000, các chị không mua, các chị mua cái gì? Mã là D49 cho em nha mọi người nhá. Siêu xinh luôn. Nó D50 em còn có một con. D50 em còn đúng một con. Em xả nốt 380.000. Mã này của nhà em là 960. Giá tại cửa hàng 960. Em tặng các chị luôn 380.000 còn một chiếc ạ. 380 nhá. D50 có một cái thôi, tranh thủ mua luôn đi ạ. 49 chị Trinh Trâm ạ. Từ biết khi biết cái gì? Từ khi biết chị thì số tài khoản chị đầu danh sách ngân hàng luôn. Chị Nguyễn Ngọc có đơn, chị Trinh Trân có đơn ạ. Đấy, mình phải như thế, mình đi mua hàng như thế thì mình sẽ nhận lại được những cái nó gọi là nó hay, nó hoan hỉ, đúng không ạ? Còn nếu như mình đi bom hàng khi mà mình bán hàng hoặc là mình làm một cái việc gì đấy, công việc của mình nó sẽ không thuận lợi. Đó. Nha các chị nhá. D50 nào. D50, Thạch Thị Phương Linh là rất là ok la. Tại vì bạn ấy mua hàng bạn ấy rất nhanh. Cực kỳ nhanh nhẹn luôn. Như thế thì người ta làm gì người ta cũng được ưu tiên, người ta cũng được nhanh nhẹn. Tại vì một con người nhanh nhẹn như thế cơ mà, đúng không ạ? Người ta làm gì người ta cũng ok la luôn nha các chị nhá. Mã này là mã D50. 370.000 em tặng. D50 370. Ai mua HM nhà em rồi là biết, chất lượng bao đỉnh luôn. Không phải giới thiệu nhiều về HM nhà em rồi ạ. Mã này là size 19 cm. Size mini của Hermès Kelly đẹp lắm. Ôi trời ơi xuất sắc. D50 cho em. Nha mọi người ơi. Tiếp tục D51. Em chuẩn bị
lên mạng VIP rồi đây. Các chị ngồi yên đấy, em chuẩn bị lên hàng VIP rồi đây. Đói quá các chị, hôm nay có cho ăn gì? À, Linh thích màu xanh không? Chị Hồ Phương ở đây 50. Hoặc là các bác có thích hàng mini không? Em tặng cho các bác một mã mini này. Các chị đỉnh luôn nhau, còn là hàng đắt ạ. À? Phải không? Con hàng đắt. Ơ, con mini này của chị đâu nhỉ? Đây, 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 đây. Màu có màu hồng nữa đúng không? Xinh lắm, có màu hồng nữa đúng không? Đâu nhỉ? Có đúng không? Trắng, đen, hồng. Không, con em chỉ có một cái thôi. Của chị Hồ Phương rồi ạ. Xanh Vi là xanh gì ạ? Chị Trinh Trần chuyển khoản đi, xong rồi dồn đơn thêm. Nguyễn Ngọc và Trinh Trần trả lời tin nhắn chuyển khoản đi ạ. D51, con này đẹp cực kỳ. Em giữ lại một con em dùng rồi. Xanh Vi là xanh gì ạ chị? Em không biết xanh Vi là xanh gì. Rồi, đẹp cực luôn ý. Em ơi, 4.900.000. Em đang tặng giảm sale giải vía kỷ niệm cho các chị để em lấy cái vía lộc của mọi người về. Nghe giá này, 1.650.000. Nhưng chia sẻ live stream, chốt đơn, chuyển khoản, comment đúng cú pháp D51 trên live em tặng mọi người luôn. Nhá. Được chưa ạ? Cốc tròn xanh của Chanel à? Hôm qua mình có like con cốc tròn xanh của Chanel đó không nhỉ? À đúng con này luôn à, con này là màu xanh xám. Nghe giá đang được áp dụng giảm sale 1.480.000. Lên mã cho em D51. Con này xinh cục. Sao bạn đồng ý tớ thế? Tớ đang giữ lại con này tớ dùng luôn. Yêu dã man luôn ý. Yêu ơi kinh khủng này, hàng đẹp lắm luôn nhá. 1.480.000 ạ. Xinh dã man. Thề luôn đấy. Em thích những cái con nhỏ nhỏ xinh xinh này. D51 cho Thạch Phương Linh luôn. Hết. Xinh cục, da đẹp xuất sắc luôn. 1.480.000. 1.480.000. 1.480.000 dùm em. Mã là D51 ạ. Đẹp xuất sắc. Con 1 D51 1.480.000. Shopping VIP à? Bóc con shopping VIP nhá. Các chị thích màu nào? Màu hồng chắc đẹp lắm đấy. Bóc màu hồng cho lạ nhá. Shopping VIP chưa bao giờ bán màu hồng luôn. D52 nào. Em bắt đầu lên hàng VIP rồi đấy các chị. D52. Con này là, con này được mình order cho khách là 5.900.000. 5.900.000 hay 5.850.000 ấy. 5.850.000 thì phải. 5.850.000 hay 5.855.000 ấy, em không nhớ rõ lắm. Ôi. Các bác ơi. Trời ơi nó xinh xỉu luôn. Ôi. Cho các bác ngắm này. Ôi trời ơi đỉnh quá các chị ơi, giữ lại luôn một con dùng chuẩn bị đi du lịch. Các bác nhìn này, nhìn cái phần thêu của nó này. Chất nó khác hẳn luôn. Eo ơi, D52. Bên trong này. Bên trong khác luôn này. Bảo 5.850.000 nhưng đợt đấy em không hề có bóc được bóc ra. Em không được bóc ra của khách, em không biết chất nó đỉnh thế này. Nó khác hẳn với con hàng rẻ luôn. Nhìn này. Nhìn xong một con hàng đắt này. Các chị ơi, cái chữ thêu của nó cũng khác này, mọi người nhìn đâu. Cái chữ thêu của nó các chị nhìn đâu. Thêu ơi dã man. Con này em tặng mọi người có đúng một con. Em tặng các chị 1.880.000. Chia sẻ live stream chốt đơn, comment đúng cú pháp trên live. Em tặng luôn 1.580.000. Em có một cái thôi. 50, 3.900 hay là 30? 1.580.000. Sai tiền à? 3.80.000. Cái gì 3.80.000? 50, 50 là 3.70.000. Mã này sẽ là mã D52 cho em. Có một con thôi. Đẹp lắm, shopping VIP ạ. Ôi, ai yêu hồng không? Dã man, nó có 2 chiếc. Em sẽ giữ lại một cái em dùng. Có chị nào yêu thích mã này thì mọi người chốt luôn cho em nha các chị nhá. Tặng kèm khăn lụa VIP quần túi của Dior 350.000 một cái. Được chưa ạ? Full móc xịn sò. Full móc xịn sò cho em. Quá đẹp chứ không phải đẹp. 1.580.000. Dior tầm này về nó chỉ có đỉnh của đỉnh thôi. Tầm này về Dior toàn đỉnh của đỉnh ấy. Dã man. Lên một con Nguyễn Ngọc và Trinh Trần. Biết ngay rồi, Nguyễn Ngọc và Trinh Trần trả lời tin nhắn chuyển khoản đi ạ. Kệ vợ. Không có kệ vợ xem nào. Người ta like người ta biết tự, phải biết người ta like gì. Nhắc bảo kệ người ta. D53.
con màu xanh này thì trầm hết cuộc tình luôn. Cái màu xanh này của nó là xanh ánh ngọc trai. Và cái bản này chỉ có bản tầm khoảng 8 triệu mới làm được thôi các chị ạ. Rẻ nhất là 7 triệu 9 luôn. Mai đóng hàng nhớ nha em nhở. D53 đẹp xuất sắc. Bản 2 book chấm hết cuộc tình luôn. Em không muốn nói gì hơn các chị ơi, chấm like thả tim tương tác đây nào. D53 đẹp xuất sắc luôn. Em bóc cho mọi người xem, mọi người ngắm xong rồi mai nhiều chị xem like không được xem like tiếc lắm đấy. Bao nhiêu hàng đẹp luôn, mai em phải like sớm mất cả chị Tho Bùi chị chọn nữa. Chị Tho chị rất là thích hàng mới mà không xem được like muộn. Tại vì bà ấy làm giám đốc ấy thì là bà phải đi sớm. Đi làm đi lại đi, chị phải đi làm sớm. Chị không có xem được muộn. Đi làm muộn là kiểu giống như là làm gương nhỉ. Mã này sẽ là mã D53. Đẹp cực kỳ luôn. Các bác ơi, cái màu này tay run bần bật luôn. Đẹp quá. Có nên giữ lại tiếp con này không nhỉ? Hôm qua giữ con màu trắng, không có giữ lại tiếp con này không nhỉ? Đẹp quá. Tại vì con này giờ giá rất cao mọi người ạ, 7 triệu 9. Đến tầm hơn 8 triệu, con này đẹp lắm. Em kỷ niệm mọi người luôn nhá, 1880 và kết thúc live mua dùm em với giá 2 triệu 150. Đẹp xuất sắc luôn. D53 mua đi, nhỏ nhỏ xinh xinh không quá, không khó dùng đâu, dễ dùng cực kỳ luôn các chị. Đẹp xuất sắc luôn mà dễ cực kỳ dễ phối đồ, yên tâm đi. Cái màu này được chưa ạ? Màu này, cái màu xanh ánh ngọc trai, đẹp xuất sắc luôn. 1 triệu 880 và chỉ chốt trong live giá này thôi nhá, và nhớ chia sẻ like cho em. D53 em săn được có 2 cái. Em săn được đúng 2 chiếc. Em nói sai rồi mà. Em săn được đúng 2 chiếc màu này luôn. Bác nào chốt luôn, 1.880 giá quá VIP luôn. Giá quá rẻ và chất lượng cho một con hàng VIP. Yêu ơi. 1880 mọi người ạ. Xinh kinh khủng, size 19.5. Con này mà chị Nguyễn Hải Yến các thứ mà xem được thì thôi, không bao giờ còn với các chị luôn. Đây, có một bạn gửi con màu trắng sang gửi vào sự phản với trường bọn này. Chưa. Chị bảo là chị đang nhờ nhà. D53. Tiếp tục D54. Thích cái gì? LV, hôm em về hàng mới nhá. Có LV, Dior, Chanel, Gucci, Hà Hồ cũng có hàng Lyon luôn. Dior trắng VIP cũng có đi. Hà là à, có Boy. Boy trắng này đẹp lắm, em sẽ lên luôn. Bóc con Boy này xong rồi mai mình sẽ làm một hàng Chanel trắng nhỉ. Mai mình sẽ thay con hai con trên kia. Làm một hàng Chanel trắng, Boy này, Coco này, một đống hàng mới này. Bao nhiêu trắng đẹp luôn. Chị bóc được con Boy trắng này. Boy trắng VIP này nhá. Chấm like lên cho em có động lực được không các chị? Xong rồi mày xem cho chị xem hàng à, mày đứng vào đây đi. Xem cái hàng cũ của mình, những cái hàng sale ấy, 1-2 cái. Còn cái nào để chị sale nốt cho khách cho hết nhá. Các chị có thích săn sale không? Mọi người thích săn sale, mọi người chấm like này để em cho các chị săn sale. Muốn săn sale thì phải chấm live stream lên. Em lên hàng VIP em săn sale cho. Ờ, con Boy đấy nhở. Book của nó mai tìm giá trị cái book nhá. Cái hộp của nó đâu? Mai tìm giá trị cái hộp để chị sale nốt. Full 2 book VIP. Boy VIP. Con Gucci nữa kìa. Bán cho nó hết đi. LV cốt kia các thứ bỏ hết rồi, chị sale nốt. Ui con Boy này đẹp thế. Tay em chọn thì nó lúc nào nó cũng khác các chị ạ. Em săn sale con này bản da Âu 11.800. Con này bản da Âu 11.800 đĩa nhỏ nào hả chị ơi? Em không biết nói gì hơn ngoài hai từ. Em mê quá mọi người ạ, chả lẽ em chẳng bán cho các chị đâu. Em đợi mãi màu trắng nó mới về. Đợt trước em bán cho khách một con màu đen mà khách cứ khen nức khen nở, cứ đòi em về màu nữa đi. Em không săn được, hôm nay mới săn được hai con màu trắng. Trời ơi.
đồ chị mua biểu mẹ và hai bà chị gái từ shop em hiện đang được vi vu Đà Nẵng đó. Đẹp ai cũng khen, ủn mông em cảm ơn chị Hồ Đăng Hải Duyên, thank you chị. Thả like, thả tim, vỗ tay chứ còn gì nữa. Phải ơi các chị ơi, cho không khí nó lãng mạn nào. Cho không khí nó gọi là nó xôm lên nào chứ buồn quá đấy này. Ngồi từ nãy giờ các chị chả comment gì, em đang buồn quá đấy này. Được cái câu khen mát lòng mát dạ luôn á. Nếu như ví dụ các chị mua hàng như vậy, lúc mà em gửi hàng nó nguyên thì không sao. Ví dụ như không may, thi thoảng không may hàng nó bị lỗi, các chị cứ nhắn tin vào để các bạn nhân viên các bạn ấy trách cho nhá. Được chưa ạ? Đây này, hàng đẹp lắm mọi người ơi. Đẹp thật đấy. 11.800.000 bản chuẩn giao, thị trường còn bán 13-14 triệu cơ các chị ạ. Em tặng các chị mã này 2.630.000. Không chia sẻ livestream các chị sẽ phải mua với giá là 3.1 triệu. Chia sẻ livestream các chị sẽ được mua với giá 2.630.000. Và chốt chân live chuyển khoản tất các chị sẽ được mua với giá là 2.550.000 thôi ạ. Và chỉ có đúng một chiếc size 25 thôi nhá mọi người nha. Bao chuẩn, bao VIP, bao phê luôn. Ê ôi, dạo, dạo bản đẹp lắm. Thị trường không ai bán giá này cho các chị đâu. Trời ơi, trộm vía một con hàng rất là đỉnh cao. Đỉnh cao của chất lượng nó phải như thế này chứ. Boy VIP nó phải như thế này chứ mọi người. Da này, nhận hàng đi là biết, cái chất da của nó phê lắm. Các bác ơi, em mua cho mẹ chồng em cái túi bên chị từ 3 năm trước mà giờ mẹ chồng em còn yêu nó dữ lắm. Em cảm ơn chị Hoa Mắc Cờ ạ. Thank you các bác. Các bác mua hàng vui là em cũng ok rồi mọi người. Là em cũng vui rồi nhá. Mã này 2550 và chuyển khoản Tết em sẽ để cho các chị 2500 luôn. 25 tròn luôn. 2.500.000 tròn mà em sẽ để cái như cái mã VIP này lên trên kệ, treo trên kệ luôn. Treo trên kệ luôn. Một hàng Chanel trắng luôn cho nó đẹp. Để làm một hàng Chanel trắng luôn cho nó đẹp. Full 3 book mà. Hàng đẹp lắm. Full 3 book bản đẹp lắm các chị ơi. Sale nhá. Bắt đầu đến giờ sale. Bắt đầu đến giờ sale rồi mọi người ơi. Săn sale, săn sale. Con này là D D5 5354. Con này D54 ạ. Con này lên đơn cho em D55. D55 bản full 2 book. Con này xả nhá. Xả nhanh, xả lỗ, xả gọn, xả lẹ. 4.9 triệu. Bản full 3 book. 3 book cho em. Một book nam châm, một book cắt tông và một book kính của Chanel. Có hoa trà rơi rồi. Rơi mất con hoa trà của em rồi. Em tặng các chị mã này luôn. Ai ủng hộ, ai ủn mông, đẩy nốt cho em cái mã hàng này, em phải bía quá. Em bán tặng mọi người 1380 luôn ạ. 1380 luôn. 1380 luôn, tùy bản mà. Tùy bản nó ra trước với bản ra sau mà. 1380 cho chị nào chốt đơn luôn, xinh lắm. Mà nên nhớ là giá này chỉ áp dụng một livestream này thôi, chẳng xinh hốt nốt đi. Mã này rất là đẹp luôn. Lên mã dùm em nhá. D55. D55 dùm em 1.380.000. Bản đẹp luôn đấy, xinh cực kỳ luôn. Chị nào mà hay đi tiệc, hay đi cưới, đi chơi dùng con này quá là ok luôn. Các chị mặc váy rất xinh nha các chị. Dây của nó rất là đẹp luôn. 1380. Lên mã giúp em. D55. Size nhỏ nhỏ xinh xinh. Đẹp lắm. Đây là 1380. Hàng vừa về siêu siêu nhiều. D56. Black gì đây? D56. Còn một con trả lệ. Con này, con này phải tiếng ghê. Bài vệ nốt đi. Khách hôm qua cũng nhắn tin hỏi. Ồ, 980.000. 1 triệu mấy đấy. Lỗ mất 1 triệu một con túi. Tức thật. 6 tụ 7 bà rồi đấy. Eo ơi, 7 chị rồi đấy. Sờ vào con túi này của em mà không biết bà nào bán nặng vía thế. Nhá, lỗ mất gần 1 triệu một con túi này. Em tặng các chị 980.000 luôn. Chanel bóng hoa trà đấy. Chồng em bảo nhập hơn 1 triệu đấy. Chồng em nó vừa đang ngồi lướt điện thoại, quay lên cái, ôi, hơn 1 triệu đấy. Sale 980. Sale 980.000. Đó, phải vía lắm, bị bom mà, cáu lắm luôn. Em chuẩn bị khóc đây các chị ơi, cáu ghê. Tức kỵ. Em ơi dã man, một con túi bình thường nó rất là đắt hàng, không hiểu sao. Này size 25, da bóng VIP của Chanel bản full 2 book bản đỉnh nhá. Xả cho các chị 980.000 cáu.
nghe chưa nhỉ? Xả 980 luôn cho ai nhanh được gọn lên mã D56. D56 980.000. Các chị ơi, nó mềm nhức nách luôn. Khách vào tận nơi chọn hàng vẫn lấy con này là các chị phải hiểu. Mà không hiểu sao con này phải lía qua ai cầu thì em ơi bắn. Chị lấy con đỏ đô. Làm gì con đỏ đô? Chị lấy rồi á hay là chưa lấy? Này chỉ còn mỗi con màu đen thôi, 980.000 xả vía. Con đỏ đô rẻ hơn con này, con đỏ đô là hàng rẻ hơn. Con đỏ đô là hàng có một book thôi. Con này là bản 2 book của em, 3.680.000, có phải rẻ đâu. Con vàng ở trên kệ á, con vàng ở trên kệ là con này á, 5.900.000 năng giảm còn 1.880.000 nha. Chị lấy rồi đấy, con đấy là hàng rẻ hơn. Nhận con này xong còn phê luôn. Con đấy là hàng rẻ hơn con này. Con này nhập đắt hơn con đấy tận 800.000 trên một chiếc cơ mà. Đó, con đấy nhập đắt và đắt hơn con này tận 800.000 trên một chiếc cơ mà. C19 chỉ có bản mấy bản này thôi, làm gì có mini hơn nữa. Size 20 thôi, lần trước Linh thích con này thì em hết. Bảo sao? Chỉ có C19 size 20 thôi, chị Trần Huyền chị lấy rồi gì nữa. Lấy một con màu vàng rồi gì nữa. Em nhớ khách lắm. Em tặng tiếp cho các chị một mã nữa. Gucci Manmon size 20 có quai. Bản VIP nha mọi người nhá. Con này sale đi. Sale. Một like sale. Con này hôm trước mình bán cho khách là 2150. 2.150.000 của em. Ok chị bạn, các chị đang đi mua là 5.850. Em bán là 2.150. Chưa bao giờ bớt giá. Hôm nay em kỷ niệm mọi người trong live. Ai chốt trong live stream này thôi nhá, mang lại về giá cũ. Và con này vẫn còn. Để chị giải vía. Chị giải vía con nào? Chị giải vía con nào chị chốt luôn đi. Con này mã bao nhiêu nhỉ em nhỉ? D56. Con này D57 ạ. D57. Chị giải vía cho em con D56 để đúng không? 980.000 chốt đi, không mai lắm có đâu. Em cáu quá. D57. Trời ơi. Xuất sắc luôn. Con hôm trước em bán cho chị Triệu Nhâm Gato là 880-920 ấy. Nó là con rẻ hơn con này tận 800.000. Nó rẻ hơn này con bóng đen này tận 800.000 cơ. Chồng em nó biết này. Con này hàng rẻ hơn, con này hàng đẹp lắm nha. Chị có lấy không? À con chân yêu bóng, ok. Lên mã D56, con này D57. D57 tặng các chị 1.880. D57 1.880. Ui lót này. Ui hãi hùng chưa các chị ơi. Lót hồng đào chuẩn như au luôn cho em. 1880 mã này. Em ở Hà Nội chị ơi. Em ở Hà Nội nhá. Chị sale hoa 1880 hôm nay. Duy nhất một hôm nay. D57 1880 em sale duy nhất một ngày hôm nay. 56 chị Hồng Lam rồi ạ. Trả lời tin nhắn chuyển khoản là có đơn. D57 duy nhất một buổi ngày hôm nay 1.880.000. Em sale các chị Manmon VIP. Bản xa 20 có quai. Được chưa ạ? Bao đẹp nhá, qua mẫu. Qua mẫu. Nhép vô. Nhép vô. Con này vứt sang kia mai cho dễ đóng. Ok chưa? Hết chưa? D57. Bây giờ sẽ lên D58. Xem sale con nào. Một phát cho hết luôn. Con nào phải vía. D58. Con này có bản của em là bản 2 book đấy. Con này bản 2 book nha mọi người nhé. Sướng dã man luôn. Bao phê luôn. Chết rồi. Hai cái dây hôm trước của tôi ở trên kia đâu? Trong ngân mà. Đây. Mã này sẽ là D50. D58. Em tăng, em giải vía con này 850.000 cho các chị luôn. 850.000 có đúng một con đấy nha mọi người nha. Đúng một chiếc duy nhất thôi nha các chị ơi. D58 một cái duy nhất. Full VIP cho em. Đúng một chiếc duy nhất, full VIP nha mọi người. D58 dây mạ vàng 24K.
Ok chưa ạ? Phụ kiện mạ vàng 24k. Con này đợt à, em có bán hàng rẻ đấy. Em có hàng rẻ đấy, 499.000. Các chị nhớ không? Có con hàng rẻ full hộp thường. Con đấy là 850, em xả 499 đấy, các chị nhớ không ạ? Nhưng mã này của nhà em là 3.660.000. Em giảm cho mọi người còn 850 full box 500 VIP bản đỉnh luôn. Da chuẩn đà điều non pha caviar bản VIP chuẩn như ao luôn cho em. Con này 850, có đúng một chiếc nhá. D58. 850. Ai nhanh được chậm hết. D58. 850.000. Không có ba lô sale, chỉ có ba lô VIP. D58 ạ. B59. D59 giúp em. D58 ơi chị à, Phương Thúy Lan trả lời tin nhắn chuyên khoản. Sao lại 580, 850, 850 nhá. Cho em nhìn nhầm. Dior à. Năm nữa nha. Tại vì em đang muốn lên hàng sale cho các chị sale nốt ấy. Em lấy nốt con này. Trả lời tin nhắn chuyên khoản cho em nha. Sale nó còn book kết VIP kia đi. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Còn gì nữa đâu mà khóc vỡ chờ con LV kia. Bắp búa nó rồi. Con này sale nha, rẻ hơn cho luôn. Con này giảm 1380 cho khách luôn. Con này 1720 nhỉ? Con này 1720 nhỉ? 1790 sắp lạnh á, vãi hái sắp lạnh. Tháng 10 nó vẫn nóng em ạ. D59. Con này là 4.900.000. Đợt em bán là 1720 rất đắt hàng. Nhưng mà em không thích nữa. Em tặng mọi người luôn, em không nhập nữa đâu. Em tặng các chị luôn 1380. 1380. Thấy mùi túi nó mê lắm luôn. Cái này 1380 nha. Ok chị Hồng Lam, gửi giao dịch cho em. Ok chưa ạ? Chị Phương Thúy Lan chuyển khoản xong gửi giao dịch cho em nha. Mã này sẽ là mã D. Ui đói quá. D59. 1380. Vô duyên quá, đang like này kêu đói quá. D59 1380. Đúng thật, hôm nay chưa ăn gì từ chiều giờ, chưa ăn gì. Ăn cả ngày hôm nay chị ăn được một tí tẹo cái dưa hấu. Không. À dưa hấu thì ăn được mấy miếng vừa nãy. 1380. Đẹp xuất sắc, mềm thiều, con này size 25. Chị nào thích cực 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 phẩm mềm thì các chị lấy con này cho em, cực mềm nhá. Con cốt VIP bản full 2 book. Full 2 book VIP cho em. Đẹp nha mọi người. Hôm nay về nhiều hàng mới lắm chị Isa. Thế bây giờ chị có săn hàng mới không? Em cho xem hàng mới. Chị Isa có mua hàng mới không? Em cho xem hàng mới. Isa ơi, chị có mua hàng mới không? Em cho xem hàng mới, săn sale hàng mới giúp em. Sale nó con Coco này, cho hết hàng. Còn một con là đấy. Sale nốt 1880 cho hết hàng nhá. Con này nhà em giá rất đắt, giá rất cao, chị nào mua rồi là biết, em không hề nói sai. Con này 6.850.000 ạ. Em bán là hơn 2 triệu đấy. Em xả giải vía tặng kỷ niệm qua chị 1880. D60 cho em có đúng một chiếc. Em không về nữa, còn đúng một cái em tặng nốt mọi người. D60 nha các chị. 1880. D60 cho em. Da đẹp nhờ. 1880 Coco VIP đỉnh chóp luôn. Da như au luôn cho em, bản đẹp. Đây. Y như au luôn, bản đẹp xuất sắc luôn. Ôi đói quá. Các bác có muốn mua hàng mới không? Đây hàng mới. D61. Tặng nốt con này đã. Tặng nốt con này nếu như các chị muốn mua. 1880. Sale nốt. Hết hàng rồi còn cuối. D61. Con này xả 850 cho khách đi. Chết rồi, chết dở em hôm nay thôi. Chết dở em con này. 4.800.000 em xả 850. Các bác ơi, sắp mặt luôn, có một con thôi. 850.000. Từ form, từ chất, từ hàng, từ phụ kiện nha mọi người ơi. 2 dây, 1 dây kẹp nách. 2 dây kẹp nách nhưng dây này đeo được chéo này. Con này D61, con này mua đi này. Con này phụ kiện này, phụ kiện như ao bao VIP mạ vàng 24k, đẹp lắm luôn các chị. Con này đẹp, con này chất đỉnh cực kỳ nên mua nhá. Đó, đẹp lắm, VIP xịn sò luôn. Nó khác hẳn với cái con LV kia. Con này bản 850 của nó đỉnh xuất sắc luôn. Ok chưa ạ? Được chưa ạ?
chị có thể đeo con bo trắng không? Đừng bắt em đeo được không? Tại vì cái con đấy em không muốn bóc cái dây của nó ra một tí nào. Em không có bì thư gì ạ. Em không muốn bóc cái dây của nó ra một tí nào. Bì thư em chưa về hàng VIP. Không có. Em có bản này thôi. Đây này, em có bản này thôi. Không có bì thư. Em không muốn bóc cái dây của nó ra một tí nào. Cái dây của nó rất là VIP chị ạ. Bóc ra sợ khách nhận về, khách bảo là hàng dùng rồi. Em không muốn bóc. Tại cái dây của nó đang nguyên ấy. Nó đang nguyên bọc biết các thứ. Bao bì các thứ nó đang nguyên. Nguyên zin nguyên kiện. Con này còn một con này. Con này một con em xả nốt 1680 ạ. Con LV VIP này, LV Zale này không có hàng đâu. Em xả nốt 1680 còn có một chiếc thôi. Bao VIP bao xịn sò nha. 1680 cho em. 1680 nha các bà ơi. HMH. Chị không về hồng sao? Xanh hôm qua đẹp không về hồng. Hồng cũng thích hồng nên là không về mấy. Họ thích hồng mấy đâu mà các chị có thấy em bán hồng mấy đâu, ít lắm. Hiếm lắm. Em phải thích cái gì mà bán. Đỏ hầu hết là không có đúng không? Em không thích, không thích màu nào em không nhập. Con này 1680 nha. LV 1680 đẹp lắm. Đẹp lắm. HM chữ H chỉ có màu xanh. Màu nhỏ xinh là con này. Con này rất nhỏ xinh, con này size 19 thôi. Con này size 19 thôi các chị ạ. VIP sale, đang sale 1680 là giá rẻ nhất. Không bao giờ có giá rẻ hơn nữa. Không có một con nào VIP mà sale giá rẻ hơn cái giá này nữa cả. Nha chị ơi. Đang nhìn con HM chữ H. Nó chỉ có gần đấy màu thôi. Kaki, kaki thì sợ bạn cái con to rồi bạn không thích. Thì có kaki, có trắng, có xanh, có cam hết. Kaki trắng xanh cam đen nhỉ. Kaki trắng xanh cam đen. Thế thôi. Hôm qua chị like trắng cam xanh thì còn con kaki này. Hình như không có đen, không có đen đâu. Đây, kaki, trắng, cam và xanh. Thế thôi, chỉ có ngân đấy màu thôi. Về thế thôi chứ bán rẻ này thì chả muốn về. Thật sự bán quá rẻ luôn mọi người. Các chị có thích con nhỏ nhỏ xinh xinh nào không? Em bóc nhá. Buồn nào hơn đêm nay. Cam rồi, cam lai rồi đấy. Cam đâu ấy nhỉ bé nhỉ? Mình chạy ra mình nhớ chị con cam đi. Cam con bóc rồi. Ngoài đâu? Ngoài kia có con bóc rồi đấy. Hôm qua chị bóc con đấy chị xem. Cho lên con kaki cho ai. Lên con kaki cho ai thích thì mình mua nhá. Kệ, cứ đóng cái này lên. Em ở Hà Nội, em trả lời chị mấy câu rồi đấy chị ạ. Em ở Hà Nội. Hà Nội, Hà Nội, Hà Nội. Hà Nội nó không vội được đâu, được chưa ạ? Đây là các chị cứ bắt em là nhanh lên với cả lẹ đi với cả ấy. Hà Nội chúng em tình cảm lắm mọi người, nhẹ nhàng tình cảm lắm, không vội được đâu. Nha các chị nhá. Hà Nội xô bồ chật hẹp không vội được đâu các chị ạ. Cuộc sống nó cứ phải bình tĩnh này. Rồi này chưa, con màu kaki đẹp chưa? Con này một em đang sale 1380, hàng nguyên bản của Hermès 4,8 triệu. Đang được giảm sale là 1380. Bao VIP. Con này da thật nguyên bản. Da nguyên bản của Hermès nhá. Được chưa ạ? Làm thủ công tay bản VIP toàn bộ luôn. Còn con này tiền trăm thì dễ kiếm lắm. Bởi vì là hàng rẻ của nó nhiều lắm mọi người. Nhìn từ bọc, từ hàng, từ chất. Các chị cứ nhận hàng là các chị sẽ biết. Ví dụ chị nào mà hay dùng hàng VIP, các chị nhận hàng các chị sẽ biết. Mã này 1380 nhá mọi người nhá. 1380. Dây đẹp cực luôn. D62 1380. Em có ở ship Canada nhiều lắm chị. Thoải mái. Mã này sẽ là mã D bao nhiêu đây? D62 1,380 nha các chị ơi. Dior đen trên kệ là 1,750 chị ạ. Con này 1,380 này. D62 1,380 đây là màu kaki. Đẹp cực kỳ luôn, có dây đeo chéo, khâu viền toàn bộ, da mềm thìu, con này hàng nguyên bản. Nhá, có ship chị ơi. Mỹ còn ship chứ Canada là cái gì? Mỹ em có ship chứ Canada là cái gì? Em chuẩn bị nhận ship toàn bộ. Đi Úc, đi Canada, đi Mỹ, châu Âu nha mọi người nhá.
Ok chưa ạ? Và hiện tại vẫn đang đi Hàn và hiện tại em vẫn đang đi Hàn và đi đi Đài Loan, được chưa ạ? Hiện tại vẫn đang đi rất nhiều đơn ở Hàn và Đài Loan các chị nhá. Màu cam đây. Cam đây, cam đây, cam đây. Cam đẹp chưa? Đỉnh chóp luôn, tớ đang dùng một con cam đấy. Xinh cực luôn. Xinh cực kỳ luôn nha mọi người nhá. Đẹp xuất sắc. Trên kệ là 1750 size to, 1700 size nhỏ ạ. Con này là 1380 nha các chị gái ơi. D63, D62 là màu kaki, D63 là màu cam nha. Đẹp xuất sắc luôn ý, nhỏ nhỏ xinh xinh. Dùng bao đỉnh luôn. Hàng nguyên bản của Hermès. Đẹp lắm. Đó. Cam tim chấm cam chốt đi. D63 cho Thu Thảo biết ngay bạn này chốt mày. Em yêu lắm, có 1380 thôi. Tiếp nha. Trả tiền làm sao chuyển khoản ạ? Banking nha chị ơi. Banking, banking, banking. Không không thu cốt được sau. Việt Nam em còn chẳng thu cốt được. Đây là size nhỏ này, 1700. 1700 nha. Con này size 3O, đây là size nhỏ 1700. Đây là size nhỏ 1700 nha các chị ơi, đẹp xuất sắc luôn ấy. Có cả da bóng. Bóng thì có full màu đen, xanh, xám, nút, hồng đậm. Đó. Da bóng em cũng rất nhiều. Đây là da mì. Bản này là bản da lì nhá mọi người nhá, da lì. Con này là bản VIP, bên trong lót như au, bản đẹp luôn. Lót đen, full đen toàn bộ, chuẩn au đấy. Cận au bản VIP lắm. Đây là màu hồng. Đây là màu đen lì. 1700, đắt hàng lắm các chị ạ. Siêu đắt hàng, bản full 2 book, 1 book cắt tông và 1 book 500 nhá. Full 2 book cho em. 1 book cắt tông và 1 book 500. Đây là size nhỏ. Còn size to đây, có cả màu xám nữa đấy. Hết màu xám hết chưa? Bán đắt hàng lắm nên là không biết là màu xám đã hết chưa. Đây là trắng to. Trắng to được nha Thu Thảo, thoải mái. Đây. Đây là trắng to ạ. Con này là 1750. 1750 lót này. Lót như áo luôn, ớt chết rồi, cái dây của nó ở trong túi à? Hay là như nào đấy? Con này là 1750 nhá mọi người nhá. Hết tiền trong tài khoản ok. Được cọc 650 được thoải mái. Con này là 1750 này. Con này cũng vậy này. Đây là size 5O ạ. 5O nha mọi người. 5O có cả màu hồng nút. Đây các chị ơi, đây là màu hồng nút. Đó, bắt em cho lên xem mà không mua cho em là hơi bị buồn đấy nha. 5O. Ba màu. Màu hồng đất, màu đen và màu trắng. Bán nhiều lắm rồi. Tầm này mỗi màu chỉ còn 1-2 cái là em hết hàng thôi. Em bán siêu siêu nhiều rồi đấy. Mỗi màu em nhung chỉ còn khoảng 1-2 cái len hết thôi. Không có còn đâu các chị ạ. Đấy là Dior nhá. Dior full màu em lên rồi đấy. Đẹp quá, xong không mua. Chán luôn. Nản luôn. Khen đẹp quá xong không mua cho em. Nản luôn. Chán luôn đấy. Ok, lên cho các bác một mã. Có thích mã nào lạ lạ, ngon ngon, xịn xịn. Đợi em tí xíu, em đang nhìn xem có mã nào cho các chị không. Dior mới nhá. Dior mới tinh. Lốt một vài mã nữa là em cũng nghỉ thôi mọi người ạ. Hai cái một lúc giảm được nhiều nữa ạ. Chẳng giảm nhìn nào ạ. Chứ giảm quá sốc rồi, không thể giảm được nữa. Free ship em cũng chẳng free luôn. Tại vì cái giá nó quá là ok là rồi các chị ạ. Khách xin em free ship em còn chẳng free ship. Tại vì giá ở trên live giá quá tốt rồi. Kết thúc live các bác còn phải mua với giá 2,1 triệu cơ. Còn ở trong live các bác được mua giá 1750 là giá là quá ok rồi. Size nhỏ là 1700, size to là 1750. Đợi em một tí xíu chị Kenly Lima nhá. Đợi em một tí xíu quá em lên nốt con này. Giá quá yêu rồi mọi người ạ. Tranh thủ đi. Còn đấy các bác không chia sẻ like hoặc là các bác không chốt tại live stream, các chị sẽ phải cộng thêm 200.000 so với giá trong live đấy. Nên là được săn live với giá tốt thì là tranh thủ mua đi.
Ôi dồi ôi. Này, người ta còn tặng cho các chị thêm ít đá. Nếu như mà dùng vài năm mà nó có bị không may nó bung 1-2 hạt đá thì mọi người có thể gắn nhá. Đấy, bởi vì con này là con Dior đá. Đấy, tại vì nó là Dior đá mọi người. Đây, hộp của mấy con kia nó cũng y nguyên như này. Bản full 2 book cho em. Ui, con này đẹp thế. Đợt này về hàng toàn hàng xịn sò, dã man luôn. Ngắm đi chị ạ. Chị Nga Nguyễn ạ, ngắm đi mà mua. Không mua là phí đấy. Không mua là bao tiếc luôn đấy. Ôi, các bác ơi. Con em sẽ giảm sale cho các chị còn 1.980.000 giá áp dụng chốt trên live nhá mọi người nhá. Ok chưa ạ? Còn nếu như kết thúc live em sẽ phải chốt về giá 2.500.000 ạ. Đẹp xuất sắc luôn. Ờ, cốt Chanel và Chanel Loan ở vệ cuối. Cốt Chanel. Cốt Chanel nào chị nhỉ? Cốt Chanel nào nhỉ? Cốt Chanel ở đằng sau em đấy đúng không? Bàn ba màu đấy đúng không? Con này là 1980 nhá mọi người nhá. Dior VIP. Full bản cận như ao luôn. Xuất sắc luôn các chị ơi, không biết nói gì hơn cả. Đẹp quá. Trong ủ, trong lót này. Trong lót dã man chưa? Bên trong lót dã man luôn, như ao luôn, thơm đấy. Thơm nước mũi luôn nha các chị. Có tặng thêm khăn lụa. Ờ, mình tặng em gái bạn lấy màu ruốc hoặc màu hồng nhé. Một chiếc thôi, ok chị. Màu ruốc hoặc màu hồng, chị thích size nhỏ hay size to? Em nghĩ là nếu mà lấy thì lấy size nhỏ ấy. Size to đắt hơn thật, nhưng em nghĩ là lấy size nhỏ ấy, nó vừa phải. Size bao ô để nó dễ dùng nhá. Ờ, con này 1.980.000. 1.980.000 ạ. Lên đúng cú pháp cho em mã là D bao nhiêu rồi em nhỉ? D65 à? D64 rồi mà. Để ý to con à? Thế thì size to đi chị. 13 Pro Max thoải mái chị ơi. Con này 1.980.000 nhá. Đâu chị xem nào. Chị xem thiếu con nào. Ờ, con này sẽ D64 ạ. D64 cho em. D64 1.980.000. D64 nhá. Nhắn cho chị Nga Nguyên đi. Dior hồng nút size 5 ô. Cứ nhắn thế là hiểu. Dior hồng nút 5 ô. 1.750.000. Con đẹp xuất sắc. Con này 1.980.000 ạ. 1800 chị Alex Phương. Chị chốt 1800 là cái gì ạ chị? Con này của em là 1.980.000. 1.980.000 tiền Việt nhá. 1.980.000 tiền Việt thôi ạ. Tính ra rất là rẻ luôn. Chưa đến 100 đô đâu. Chị Nga Nguyên là Dior gì? Hả? Ờ, chị Nga Nguyên là Dior hồng nút 1750. Ok, trả lời tin nhắn chuyên khoản giúp em. Có mấy màu cái 1980 chỉ có một màu duy nhất. 1980 này chỉ có một màu duy nhất và màu VIP nhất, màu xịn nhất. Nhớ. Cứ nhặt 5 ô đi, vào đấy là được. Là hiểu rồi. Bảo thế mà lại còn Alex Phương có mã này. D65. À D64, D64 1980. D64 1.980.000. 2 giây ạ. Bọc đẹp cực kỳ luôn. 2 giây nhá mọi người nhá. Bản này là bản full 2 giây. Ok chưa ạ? Có kèm khăn quấn túi VIP của Dior. Một khăn quấn túi Dior VIP và kèm cho các chị cả cái đây. Cái này để khi nào. D64 ok ạ. Trả lời tin nhắn chuyên khoản giúp em. Con này con này là cái này. Để khi nào mà các chị dùng lâu rồi, mọi người thi thoảng không may các chị va quệt vào đâu mà nó có bị bung hay là như nào, mọi người sẽ có cái này để mọi người thay này. Mình ra tiệm túi ấy, mình thay được nhá các chị nhá. VIP lắm đấy. Con này của nhà em là bản 9.500.000 đang săn sale rất là tốt luôn. Giá siêu tốt, có 1.980.000. Các bác không mua, các bác mua cái gì. Quá rẻ luôn. Đỉnh chóp luôn, không ai có giá này để bán cho mọi người cả. Em khẳng định luôn đấy. D64 1.980.000 em săn được đúng có 2 cái duy nhất thôi. D65 nào, tiếp nào. D65 con này cũng rất VIP. D65 con này cũng rất VIP luôn này. Nhiều lắm, đợt này em về nhiều hàng đỉnh lắm. D65 con này VIP cực luôn. Chanel Classic size 25 nhưng màu của nó sẽ là bản đỉnh nhất từ trước đến nay về.
Và bản này là bản da VIP 10.400.000. 10.400.000. Hôm nay các chị sẽ được săn giá bao tiền trong live đây. Đẹp lắm, bóc ra toàn VIP chất lượng cho các chị ngắm. Mới ren luôn. Em nhận được 1750 rồi ạ. D65 nhá. D65 giúp em. Không mua hai cái là tiếc đấy. Dior để mua xong nhận hàng kiểu gì cũng mua thêm. D65 giùm em. Chào em gái Dior đá lạ đẹp quá. Hello chị Nguyễn Hạnh chốt đi. Xinh cực. Cái này xinh cực. Không ai có đâu, mà có thì bán giá rất cao luôn. Nếu mà có, nếu mà nhà khác có thì cũng bán giá rất là cao cho các chị luôn. Ôi này, này 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 này. Dã man. Màu này là màu cam, đỏ cam. Vân thật. 10, không phải là 10.400.000, mà bản này của em là 11.850.000 nha các chị nhá, bản vân thật. Ủa, bản vân thật cực VIP luôn. Cầm cầm hộ chị. Bản vân thật cực VIP luôn cho em. Đây, 11.800.000. Em kỷ niệm mọi người trong live duy nhất em săn được đúng một chiếc ở trong cái kiện hàng này về. Em sale các chị duy nhất một like 2.630.000 mà không giảm giá 1.000 một xu nào. Nếu như các chị mua ngoài like, kết thúc live stream này các chị sẽ phải mua với giá 4.900.000 nhá. Săn bên ngoài không ai bán cho các chị mã này dưới giá chục triệu cả. Con này bao VIP luôn. 2630. Trời ơi các chị ơi, không biết nói gì hơn. Tầm này về hàng quá đẹp. Màu đỉnh nhờ. Chưa bao giờ em về màu đỏ, nhưng cái màu đỏ cam này nó quá đỉnh, nên là em đành phải về đấy mọi người ạ. Đành đấy. Phá lệ. Dây chuẩn, khóa chuẩn khóa da, chuẩn ao VIP. Khóa chuẩn khóa da, chuẩn ao VIP cho em nha mọi người nhá. 2.630.000. Tính ra là có hơn 100 đô một tí xíu. Rẻ lắm ạ. Tính ra là có hơn 100 đô Mỹ một tí xíu thôi. Rẻ lắm mọi người ơi. Xuất sắc luôn. 2630. Đẹp nhỉ. Đỉnh chóp này cho chị gái. D65 2630. D66. Con này có cả cốt chip. Em sẽ lên cho các bác một mã hàng có cốt chip nhá. Một mã hàng sẽ có cốt chip cho em. Con này đẹp lắm. D66. D66 sẽ là một mã hàng kèm cốt chip cho các chị luôn. Con này là màu hơi cốm cốm, xinh lắm. Này, xanh lá, xanh cốm, đẹp lắm ạ. Ờ, cốt chả nêu và chả... Đợi em tí. Quên, em quên ấy. Like xong em bị quên. Cốt chả nêu đây. Cốt chả nêu này là em đang sale 1.880.000 và chốt trong like còn 1.800.000 các chị nhá. Cốc Chanel này có 3 màu, 1.880.000, chốt trong like còn 1.800.000, con này là hàng 5.550.000. Em sale, em săn sale được đấy, các chị ơi. Là còn 1.880.000 và chốt trong like là còn 1.800.000 nhá. Nó có hai khóa, xinh lắm. Bản full hai khóa, Chanel loang đang sale. Chanel loang đang sale. 6.900.000 đang sale còn 2.150.000 và chốt trên like còn 2.050.000. Con Chanel loang đấy. Nha các chị ơi, đây là Chanel Cope bản VIP. Được chưa ạ? 3 màu trắng, đen và hồng. Được chưa các chị? Đây là bản đắt. Hàng đắt, full 2 book, 1 book cắt tông và 1 book 500. Đây là Chanel Cope nhá. Size của nó là size 20.5-21. Con này size 21 ạ. Với cả Chanel loang. Con này là 21.50. Được cho các chị. Con này là 7.900.000 đang sale còn 21.50. Con này là gần 7 triệu đang sale cho các chị là còn. Em sale nốt em tặng mọi người đi 1.980.000 ạ. Còn có một con duy nhất cuối cùng thì phải. Em sẽ sale cho mọi người còn 1.980.000 nhá. Một con duy nhất cuối cùng luôn. Bao đẹp luôn. Chanel loang size 25 C19 màn hot hit nha mọi người ơi. C19 màn hot hit. Ok chưa ạ? 1.980.000. Đây là Chanel loang, có một chiếc thôi. Nha các chị, da dày đẹp lắm. Con này là Chanel Chanel chám, trắng phối đen, trắng pha đen, bàn đẹp lắm, trắng chám đen xinh kinh khủng luôn. Da rất là dày và xịn. Ok cho mọi người.
ok chưa ạ? Con da chăn trên cậy á, con da chăn trên cậy là 26-30, chưa bao giờ giảm ạ. Chưa giảm, chưa bao giờ giảm. Con này có một con thôi. Con này chị mua rồi gì? Có một con này là chưa mua, con này mua rồi gì nữa. Con này chị chốt rồi. Con này chị chốt rồi, em gửi một con rồi. Em gửi một con này cho chị rồi còn gì. Em gửi một con này cho chị rồi. Còn con này thì chưa chốt này. Con này là bản khác. Con này của em là bản vân thật, 11.400.000. Đang sale là còn 26-30, chưa bao giờ giảm. Không giảm 1.000 một xu nào. Tại vì giá này là giá quá ok rồi nhá. Còn nếu các chị muốn mua, thật sự thiết thực muốn mua, em để cho 25-50. Không mặc cả, bởi vì là nhà em không bao giờ bán mặc cả. Cái giá rất là tốt rồi. Và khách mua xong khách toàn mua full thôi nhá các chị. Khách toàn mua full, mua thêm rất nhiều thơm ấy. Thơm dã man luôn, bên trong lót Chanel toàn bộ. Hàng đẹp lắm, nói chung là hàng đẹp lắm ạ. Da mềm dã man luôn, sờ tay con Coco nó sướng gì đâu á mọi người. Con Chanel nó sướng gì đâu á các chị. Con này là 26-30. Ai chốt trên like, chuyển khoản tất, em để cho 25-50 và chấm hết nha mọi người nhá. Hết hàng. Hết hàng rồi. Em hết hàng rồi. Đó, có lấy thì mọi người báo em thôi. Em đang lên dở con này. Đang lên dở con Chanel kèm cốt chip này. Như ao luôn. Con Chanel kèm cốt chip này như ao, em chuẩn bị nghỉ nhá mọi người nhá. Có ai ưng cái gì thì mọi người báo em. Chốt xem này. Khóa ra này. Chuẩn ao bên trong kèm cốt chip này. Bên trong kèm cốt chip cho em này. Da đẹp hàng xịn. Con này sale. Con này sale cho mọi người là 2.150.000 chấm hết. Ok chưa ạ? Một con hàng không dưới 10 triệu. Em sale qua chị 2.150.000. Kèm cốt chip các chị nhá. Bàn VIP Classic size 25. Màu cốm siêu xinh luôn. Màu cốm bao xinh, bao VIP, bao xịn, bao đẹp luôn cho em mã này. 2.150.000. Chấm like, thả tim, tương tác nhiệt tình lên mọi người ạ. Con này đẹp xuất sắc luôn ấy. Hello chị Thủy Lê. Các chị chán chưa? Em thấy mọi người comment ít quá nên là em đang định nghỉ. Các bác chán chưa? Có ưng mã gì báo em nốt để em cho các chị xem nốt rồi em nghỉ đây. Còn nhiều hàng lắm nhưng mà em để dành ngày mai. Em để dành ngày mai em sẽ lên toàn bộ mẫu mới nhá. Còn cực kỳ nhiều hàng luôn. Em chưa có like thôi. Con này à? À còn một con Chanel trắng này. Em sót kho này. Em tặng nốt các chị 1.480.000. Sót kho một con hàng VIP. 6.900.000 giảm còn 1.480.000 nốt một con cuối cùng. Hết hàng. Và con này các chị đi tìm ở đâu bây giờ cũng rất là khó. Em sale 1.480.000 nhá, xinh cực kỳ luôn. Chanel trắng 1.480.000. Có ai thích mã gì nữa không? Dior, Chanel, Gucci, LV. Em chuẩn bị nghỉ rồi đây. Em chuẩn bị nghỉ đến nơi rồi đây các bác ơi. Con này xinh xỉu luôn. Hồng Lam vẫn chưa chọn được con HM Binkin 30 nào ạ? Con này 1.480.000 giá xịn nhá. Thôi nhá mọi người ơi, không muốn xem gì nữa thì em nghỉ nhá. Hẹn gặp lại các chị vào livestream ngày mai nha. Mấy giờ rồi đây? Mấy giờ rồi chồng? Bao nhiêu em? Con nào ạ? À? Con nào ạ à, chị ơi? Chị Trai Huỳnh không lấy cái con Chanel cốm cốt chip à? Con Chanel cốm cốt chip đấy đẹp cục. Có 2.150.000 thôi. Trước nghỉ sale. Con tặng đi mà. Tặng rồi. Tặng mã nào chả tặng giá rất là rẻ rồi. Mã nào cũng tặng giá rất là rẻ rồi ạ. Chanel trắng là 1.480.000 ạ. Chanel trắng là 1.480.000. Em vừa về toàn bản cốt chip. VIP cực kỳ luôn. Đây cho các chị mà các chị. Mua Chanel trắng là em đang giảm sale 1.480.000 nhá. Chỉ có 4 màu đấy thôi. HM nâu 2.950.000. Có yên ngựa không? Yên ngựa vừa về. Yên ngựa có. Yên ngựa vừa về. Yên ngựa thổ cẩm. Đâu ấy nhở? Yên ngựa thổ cẩm. Đây. Sâu quá. Còn con cốp LV tròn không? Còn. Cốp LV tròn đây. Cốp LV tròn đang sale. Cốp LV tròn đang sale ạ. 1.480.000.
Hộp chuẩn Âu. Hộp chuẩn như Âu luôn. Em đang sale 1480. Được chưa ạ? Chốt chai Huỳnh chưa? Chẩn Âu, đấy lấy mã bao nhiêu rồi em? Em mã đi. Chụp vào. D66. Mã D66 nha. Cúp LV tròn đây, con này đúng không? Phải con này không? Phải con này không chị? Con VIP 11 này đúng không? Con này đang sale nha. 1480 thôi ạ. Dính cái 1480 nhá. Hàng đẹp lắm chị ơi. 1.480.000. Con kiểu khác nữa cô em không chịu. LV tròn thì chỉ có con này lấy đâu ra con khác nữa. Tròn mà. Tròn thì chỉ có con này thôi, lấy đâu ra con khác nữa. Chịu. Thế thì chịu, không hiểu ý đâu ạ. Không hiểu ý đâu. Bao giờ like đến con đấy mọi người thấy thích thì mọi người chốt nhá. Chịu ạ. Rồi em lên nốt yên ngựa. Lên nốt con yên ngựa. Cuối cùng nó duy nhất này để em nghỉ. Yên ngựa thổ cẩm em vừa về xong. Không biết hôm trước vừa bắt một con đâu rồi. Đây. Yên ngựa thổ cẩm nha. Bản đẹp lắm. Con này đang sale cho mọi người là 1820. Ok chưa ạ? 5.9 giảm còn 1820. Ôi dây này. 5.9 đang giảm còn 1820 yên ngựa VIP. 1.820.000. Còn săn được đúng 2 chiếc duy nhất. 1820 nhá mọi người nhá. Đây bao nhiêu nhỉ? D67. 1820. D67 yên ngựa VIP 1820 ạ. Đẹp xịn sò luôn. Full 2 box VIP bản đẹp luôn. 1820. Săn được đúng 2 chiếc duy nhất. Bác nào mua được mình săn luôn. Size đẹp luôn, size 24 nha mọi người nha. Đẹp xuất sắc đấy, yên ngựa đẹp luôn đó. Dior. Yên ngựa Dior. Đó, thôi nhá. Không thấy ai hỏi gì nữa rồi. Các bác ơi, có ai muốn xem gì báo em luôn. Xem nó kênh ở đâu. Đấy, chị ta. Shopping màu này cũng rất là xinh nhưng mà nhỏ nhỏ. Không biết là mọi người có thích không. Thôi, em nghỉ nhá. Bye bye các chị nhá. Bye bye mọi người và hẹn gặp lại live sau nhá. Goodbye nhá. Goodbye tạm biệt. Đẩy kẹp nách. Lát nữa các chị xem lại live stream dùm em. Bye bye mọi người. Em nghỉ đây ạ.